Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 73. Trịnh Vạn Nhân mỉm cười lắc đầu, chư vị, các người có biết tại sao Thiên Đạo Tông không có tông chủ không? Mọi người sửng sốt. Từ khi thành lập Thiên Đạo Tông cho đến nay chưa từng có tông chủ. Đại trưởng lão chính là người có quyền lực nhất trong Thiên Đạo Tông. Từ xưa tới nay đã như vậy, mọi người cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ Trịnh Vạn Nhân lại nhắc đến, chẳng lẽ còn có ẩn tình nào khác? Nhị trưởng lão nghi ngờ hỏi, đại trưởng lão, chẳng lẽ còn có những bí mật khác mà chúng tôi không biết sao? Trịnh Vạn Nhân nói ra một câu chấn động, Thiên Đạo Tông của chúng ta chỉ là một nhánh, Thiên Đạo Tông chân chính ở huyền giới bên ngoài thế giới Tam Thiên. Chỉ có thể có một người được làm tông chủ của Thiên Đạo Tông, đó chính là người đứng đầu Thiên Đạo Tông ở huyền giới. Ông ta cười khẩy, nếu chúng ta lập ra một tông chủ thì chẳng phải là muốn tạo phản sao? Cái gì? Mấy lão già trố mắt nhìn nhau, con người gần như trợn ra ngoài. Nhị trưởng lão nuốt nước miếng nói, đại trưởng lão, điều này là thật sao? Toàn thân tứ trưởng lão run rẩy, trời ạ, nếu đây là thật thì quả thực, long trời lở đất. Cơ thể yếu ớt của ngũ trưởng lão run cầm cập, ở ngoài thế giới Tam Thiên. Nơi mà chúng ta nằm mơ cũng đều muốn đến. Hóa ra nguồn gốc của Thiên Đạo Tông lại như vậy. Nhìn mọi người kích động, Trịnh Vạn Nhân có chút đắc ý, bây giờ. Các người đã hiểu chưa? Mọi người sửng sốt, sau đó lắc đầu. Không hiểu. Nếu đây là bí mật mà chỉ có đại trưởng lão các đời mới biết được thì tại sao ngài lại nói cho chúng tôi biết? Một giây tiếp theo. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão sợ hãi đến mức lui về phía sau. Như muốn hét lên với kẻ thù, đại trưởng lão, chẳng lẽ ông muốn giết người diệt khẩu sao? Trịnh Vạn Nhân suýt chút nữa tức chết, đồ ngu. Nếu lão phu muốn giết người diệt khẩu thì còn cần phải nói cho các người biết sao? Mấy người thở phào nhẹ nhõm. Vậy ý của đại trưởng lão là gì? Nhị trưởng lão do dự. Sắc mặt Trịnh Vạn Nhân ngưng trọng, nhìn về phía Long Mạch bị phong ấn, có biết vì sao Thiên Đạo Tông được thành lập không? Chính là bởi vì Long Mạch này. Long Mạch này rất đặc biệt, Thiên Đạo Tông ở huyền giới đã từng muốn mang nó về huyền giới, đáng tiếc vô số đại năng liên thủ vẫn không thể làm được. Sau đó mấy vị đại năng đứng đầu liên thủ, lúc này mới phong ấn Long Mạch kia ở chỗ này. Sau đó thành lập một Thiên Đạo Tông trên phong ấn kia. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Lần đầu tiên nghe nói đến bí mật này. Trịnh Vạn Nhân tiếp tục nói, lão phu cũng không biết tại sao phía trên lại làm như vậy. Lão phu chỉ biết phía trên đã giao phó như thế. Nếu có một ngày, có người có chủ ý với Long Mạch của Thiên Đạo Tông, nhất định phải thông báo trước cho Thiên Đạo Tông ở huyền giới biết. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ có thể cùng nhau tiến vào huyền giới, tiến vào Thiên Đạo Tông chân chính. Cả người nhị trưởng lão kích động đến mức run rẩy, chúng ta có thể đi đến huyền giới. Tốt quá rồi. Tứ trưởng lão khóc lóc thảm thiết, đại trưởng lão, ngài quả thực là cha mẹ tái sinh của tôi. Ngũ trưởng lão trực tiếp quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên. Hu hu hu, tôi thật sự có thể sao? Trịnh Vạn Nhân hừ lạnh một tiếng, nếu không phải nhìn thấy các người ủng hộ lão phu vô điều kiện thì lão phu cũng không thèm nói cho các người biết. Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi sẽ thông báo cho phía trên biết. Nói xong. Trịnh Vạn Nhân lấy ra một chiếc hộp kim loại. Sau khi giải phóng các tầng phong ấn phía trên, hóa ra đây là một trận pháp nhỏ. Dựa theo giao phó của các đại trưởng lão đời trước, Trịnh Vạn Nhân đã khởi động trận pháp. Hư ảnh của một người đàn ông xuất hiện, không chút cảm xúc thốt ra hai chữ. Chuyện gì? Búp! Trịnh Vạn Nhân kích động quỳ xuống đất, đại nhân, chuyện mà các. Ngài giao phó, có một chàng trai trẻ tên là Diệp Bắc Minh. Một hơi nói hết. Hư ảnh im lặng một lúc rồi mới thốt ra ba chữ tôi đã biết. Biến mất. Trịnh Vạn Nhân và đám người còn lại sững sờ ngay tại chỗ, không biết làm sao. Sau khi tiến vào trận pháp, Long Khuynh Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng. Diệp đại ca, anh không nên mạo hiểm. Diệp Bắc Minh dừng lại, thế nào? Long Khuynh Vũ thở dài một hơi, không thể tin tưởng tên Trịnh Vạn Nhân kia, tôi cảm thấy ông ta giống như một con rắn độc vậy. Ngoài mặt mỉm cười, vừa lôi kéo lại vừa thề hẹn. Nhưng chỉ cần người này có cơ hội thì nhất định sẽ giết chúng ta. Chúng ta tiến vào trận pháp của Long Mạch Hộ Sơn này thì chỉ sợ phải giao phó ở chỗ này.
Long Khuynh Vũ nói xong thì sắc mặt càng thêm tái nhợt. Diệp Bắc Minh cười nói, nếu cô đã biết nhất định sẽ chết thì tại sao còn muốn tiến vào cùng tôi? Khuôn mặt xinh đẹp của Long Khuynh Vũ lập tức đỏ lên, biết rồi còn hỏi. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh đầy nghi hoặc, tôi thật sự không hiểu. Bóng dáng Long Khuynh Vũ chợt lóe lên. Ôm lấy Diệp Bắc Minh, đôi môi đỏ mọng hôn lên môi anh. Mẹ kiếp! Thân thể Diệp Bắc Minh cứng ngắc, căn bản không kịp phản ứng. Khoảng 15 phút trôi qua, Long Khuynh Vũ vì thiếu dưỡng khí. Mới buông anh ra, bây giờ đã hiểu chưa? Diệp Bắc Minh có chút xấu hổ, Long cô nương, có phải chúng ta có hiểu lầm gì không? Long Khuynh Vũ ngượng ngùng cúi đầu, Diệp đại ca, tôi hiểu tâm ý của anh, nhưng không ngờ anh lại là người thẹn thùng như vậy. Điều này không giống với tính cách quyết đoán sát phạt của anh. Diệp Bắc Minh muốn nói lại thôi, không biết nên giải thích thế nào. Không thể phủ nhận Long Khuynh Vũ rất đẹp, nhưng anh thật sự không có suy nghĩ kia. Hú! Cùng lúc đó, tiếng Long Mạch gầm nhẹ từ sâu trong trận pháp truyền. Long Khuynh Vũ cười nói, được rồi Diệp đại ca, chúng ta đi tìm Long Mạch trước đi. Trong! Được rồi! Diệp Bắc Minh gật đầu, sau này mới có thể nói chuyện này. Hai người nhanh chóng đi dọc theo sơn cốc để tiến sâu vào bên. Huyền giới, cốc luân hồi. Đông Phương Xá Nguyệt đi vào một chỗ bên ngoài cung điện, quỳ một chân xuống, sư phụ, con đã trở lại. Đồ Nhi đã đánh chết Diệp Càn Khôn. Một lúc lâu sau, trong cung truyền đến một giọng nói, người so với tên phế vật vạn tuyệt kia mạnh hơn nhiều. Đông Phương Xá Nguyệt lấy ra một chiếc mặt nạ màu tím, dâng lên bằng hai tay, xin mời sư phụ xem qua, đây là mặt nạ của Diệp Càn Khôn. Một luồng sức mạnh ập đến, đưa chiếc mặt nạ màu tím vào cung điện. Cùng lúc đó, Đông Phương Xá Nguyệt lại lấy ra một thứ khác. Sư phụ! Đây cũng là mảnh thứ tư của tháp Càn Khôn trấn ngục trên người Diệp Càn Khôn. Cánh cửa cung điện đột nhiên mở ra. Một ông lão máu thịt khô héo giống như xác ướp bước ra, một đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Đông Phương Xá Nguyệt. Mảnh vỡ nhỏ trong tay bay ra ngoài, rơi vào trong tay chủ luân hồi, ha 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 ha. Quả nhiên là mảnh vỡ của tháp Càn Khôn trấn ngục, bổn tọa đã có trong tay 4 mảnh vỡ, lo gì không làm được chuyện. Lớn! Sư phụ! Diện mạo của ngài. Đông Phương Xá Nguyệt có vẻ rất khiếp sợ. Ngạc nhiên lắm sao? Chủ luân hồi hừ lạnh một tiếng, Diệp Càn Khôn đả thương thần hồn của bổn tọa, khiến công pháp của bổn tọa xảy ra chút vấn đề. Kết quả là thân thể của ta đã già đi mấy triệu năm, tiểu súc sinh này thật sự rất đáng chết. Đông Phương Xá Nguyệt vội vàng nói, sư phụ, cậu ta đã chết. Trong đôi mắt của chủ luân hồi lóe lên sát ý. Cậu ta có chết hay không thì bổn tọa phải tự mình nhìn mới biết được. Một giây tiếp theo, trong đôi mắt của chủ luân hồi xuất hiện một tia máu. Hoàn toàn đi vào giữa hai hàng lông mày của Đông Phương Xá Nguyệt. Thuật siêu hồn. Đông Phương Xá Nguyệt lập tức hoảng sợ, nguy rồi, không phải thuật đọc tâm mà lại là thuật siêu hồn. Chủ luân hồi cảm nhận được Đông Phương Xá Nguyệt có chút gì đó bất thường, người dám lừa gạt ta. Đông Phương Xá Nguyệt giật mình, sư phụ. Con không có. Không sao, vậy đây là cái gì? Chủ luân hồi trực tiếp xé nát nơi sâu thẳm trong ký ức của Đông Phương Xá Nguyệt, bên trong đang lưu giữ hình ảnh cô ta và Diệp Bắc Minh đang ân ái cùng nhau ở ma khí. Sắc mặt của Đông Phương Xá Nguyệt trở nên trắng bệch, còn có chút đỏ ửng. Chủ luân hồi tức giận gầm lên, bổn tọa còn xem ngươi là truyền nhân, không ngờ ngươi lại dám phản bội bổn tọa. Ngươi còn dám dùng cái chết giả của Diệp Càn Khôn để lừa dối bổn tọa. Có một khoảng trống sâu trong trí nhớ của ngươi. Ngươi còn có điều gì khác đang giấu bổn tọa, đúng không? Ánh mắt chủ luân hồi càng ngày càng lạnh như băng. Đừng quên, phép tắc luân hồi của ngươi là do ta dạy. Phép tắc luân hồi, khôi phục trí nhớ. Giây tiếp theo. Ký ức bị xóa của Đông Phương Xá Nguyệt đã được khôi phục ngay lập tức. Mọi chuyện đều đã bị chủ luân hồi biết được. Chủ luân hồi cười lạnh lùng, ha ha, thì ra là vậy. Diệp Càn Khôn, Diệp Bắc Minh, là người của Hoa tộc. 9 thân thể luân hồi của ngươi đều là sư tỷ của cậu ta. 99 người hầu bên cạnh người thật ra lại là sư phụ của người này. Nói như vậy, tiểu tử này là đồ tử đồ tôn của bổn tọa sao? Để bổn tọa nhìn một chút xem rốt của cậu ta là ai. Chủ luân hồi cực kỳ bá đạo. Trực tiếp xé mở thần niệm của Đông Phương Xá Nguyệt. Rốt cuộc,
ở nơi sâu nhất trong trái tim của Đông Phương Xá Nguyệt. Nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc. Đây là... Thân thể của chủ luân hồi run lên, thu hồi thần hồn và gào lên không thể nào. Sao có thể, khuôn mặt của cậu ta, giống hệt ta. Đôi mắt của chủ luân hồi chuyển sang màu đỏ. Tâm trạng cũng trở nên vô cùng bực bội. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc cậu ta là ai? Là trùng hợp hay là chuyển thế? Khuôn mặt này, không thể nào trùng hợp như vậy được, nhất định là chủ luân hồi đi qua đi lại, như thể đang nghĩ đến điều gì. Một giây tiếp theo, ông ta chừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Đông Phương Xá Nguyệt, chẳng trách người bảo bổn tọa đeo mặt nạ vàng, hóa ra người đã sớm biết dáng vẻ của chúng ta giống hệt nhau. Chết tiệt! Một luồng sức mạnh bùng nổ đánh bay Đông Phương Xá Nguyệt ra ngoài. Máu thịt trên người lẫn lộn, cực kỳ thê thảm. Nếu như bổn tọa sớm biết tiểu tử này tồn tại thì ta nhất định sẽ trực tiếp giết chết cậu ta. Người có biết mình đã gây ra bao nhiêu chậm trễ không? Đồ phế vật nhà người, cho dù có chết 1000 lần cũng không thể che giấu được lỗi lầm của ngươi. Ngu. Đờ. Không được, Diệp Bắc Minh nhất định phải chết. Chủ luân hồi hơi nheo mắt lại. Khoát tay, 9 vị sư tỷ của Diệp Bắc Minh xuất hiện. 9 người nhắm mắt lại, đứng đó như những tượng gỗ đang say. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chủ luân hồi giơ tay lên. Thần hồn của 2 vị sư tỷ bị tước ra khỏi cơ. Vừa định chuẩn bị ra tay hủy diệt nó. Đông Phương Xá Nguyệt kinh hãi, sư phụ, đừng. Nếu xóa bỏ thần hồn của bọn họ thì nói không chừng thân thể luân hồi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cứ như vậy, sau này hiến tế 10 thân thể luân hồi có thể sẽ ảnh hưởng đến ngài. Sắc mặt của chủ luân hồi hơi dao động, trực tiếp nhét thần hồn của 2 người vào một miếng ngọc bài cổ xưa. Cắt vỡ ngón tay. Nặn ra 2 giọt máu tươi, đặt vào giữa 2 hàng lông mày của 2 vị sư tỷ. Lợi dụng thân phận của các ngươi để tiếp cận Diệp Bắc Minh, sau đó giết chết cậu ta. Sau nửa giờ, Diệp Bắc Minh dừng bước lại. Phía trước là một ngọn núi màu đen, tiếng rồng gầm phát ra từ nơi đó. Sắc mặt Long Khuynh Vũ đỏ bừng, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cô ta thở hổn hển, Diệp đại ca, tôi nóng quá. Tôi cảm thấy như máu của mình đang sôi trào. Cả người cô ta đổ mồ hôi đầm đìa. Quần áo đều ướt đẫm, dán chặt vào da. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, cô sao vậy? Long Khuynh Vũ lắc đầu, tôi cũng không biết, từ lúc tiến vào nơi này đã giống như tiến vào lò lửa vậy. Giống như có vật nào đó đang kêu gọi tôi. Vừa dứt lời, bên trong ngọn núi đen vang lên một giọng nói uy. Nghiêm, chờ mấy chục triệu năm, cuối cùng cũng đã đến. Người luân hồi. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Không nói gì. Long Khuynh Vũ theo bản năng hỏi, hả, là tôi sao? Sau khi tiến vào nơi này, Diệp Bắc Minh không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ có cô ta cảm thấy rất khó chịu. Cho nên, trong tiềm thức cô ta nghĩ rằng đang nói về mình. Giọng nói uy nghiêm lại vang lên, không liên quan gì đến cô. Giây tiếp theo, một bóng người bước ra từ ngọn núi đen. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Người này có thân hình của con người nhưng trên cổ có một đầu rồng hung dữ. Một đôi mắt rồng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, tôi đang nói cậu ta, người luân hồi. Diệp Bắc Minh cau mày, ý của ông là gì? Tôi là người luân hồi. Đúng. Người đàn ông đầu rồng gật đầu. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, nhanh chóng truyền âm, tiểu tháp, những lời ông ta nói là như thế nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, tất cả mọi người sau khi chết đều sẽ đầu thai chuyển thế. Trong tình huống bình thường, những việc ở kiếp trước đều không liên quan đến kiếp này. Tất cả mọi dấu vết đều sẽ bị xóa bỏ, trừ khi mang theo ấn ký của kiếp trước thì mới bị xem như người luân hồi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, vậy trên người tôi có ấn ký của kiếp? Trước, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười nói, đương nhiên. Sao ông không sớm nói cho tôi biết, Diệp Bắc Minh nói. Cậu cũng đâu có hỏi, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói với giọng điệu vô tội. Mẹ kiếp! Diệp Bắc Minh thốt ra một câu chửi. Người đàn ông đầu rồng mỉm cười gật đầu, xem ra cậu cũng đã biết người luân hồi là gì rồi. Diệp Bắc Minh trực tiếp hỏi, ông là ai? Người đàn ông đầu rồng bình tĩnh đáp, đứng đầu trong 12 long mạch con giáp, Tử Long. Mặc dù Diệp Bắc Minh đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng đoán được một số chuyện. Nhưng khi nhận được câu trả lời này, anh vẫn có chút kinh ngạc, chẳng phải ông đã bị phong ấn rồi sao? Tử Long bật cười khinh thường,
chỉ dựa vào những người kia mà có thể phong ấn được tôi à? Chỉ là tôi không muốn rời đi thôi, nơi này có món đồ mà tôi cần phải bảo vệ. Cuối cùng thì cậu cũng đến rồi, tôi cũng có thể yên tâm. Khóe miệng Diệp Bắc Minh khẽ giật, đừng đánh đổ nữa, có chuyện muốn nói thì sao không thành thật kể ra đi. Tử Long cũng không giải thích nhiều, khẽ mỉm cười, đi theo tôi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, gật đầu đi theo phía sau. Long Khuynh Vũ vội vàng đuổi theo, càng đến gần ngọn núi màu đen, hô hấp của Long Khuynh Vũ càng dồn dập. Cuối cùng, cả người cô ta sụi lơ trên mặt đất, mồ hôi trên người tuôn ra như nước suối. Long cô nương, cô sao vậy? Diệp Bắc Minh tiến lên. Long Khuynh Vũ căn bản không còn chút sức lực nào, cả người nép vào trong lòng Diệp Bắc Minh, ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Tử Long thản nhiên nói, cậu thấy ngọn núi này trông như thế nào? Diệp Bắc Minh cau mày lại, quan sát dãy núi đen trước mặt một lần nữa. Một lát sau, thân thể anh run lên, một cái đầu rồng. Không sai. Tử Long gật đầu, ngọn núi này là một cái đầu của Tổ Long. Cô gái này là Long tộc, bước vào một nơi dính đầy máu của Tổ Long nên đương nhiên không thể chịu nổi áp lực. Đi thôi, chúng ta lên núi trước đi. Diệp Bắc Minh nhìn dáng vẻ của Long Khuynh Vũ, đang định đưa cô ta vào di tích Côn Luân Thượng Cổ. Tử Long ngăn lại, nói, để cô ta đợi ở đây đi. Nếu cô ta đi theo cậu tới chỗ này thì sẽ tạo nên một trận tạo hóa đấy. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, xoay người đi theo Tử Long lên núi. Vào lúc bước lên ngọn núi đen kia, Diệp Bắc Minh phát hiện mặt đất dưới chân mình thật ra được tạo thành từ vảy rồng. Mỗi một chiếc vảy dài khoảng chừng 100 mét. Một chiếc vảy rồng đã lớn như vậy thì thân thể của Tổ Long còn khổng lồ đến mức nào? Ngay khi Diệp Bắc Minh đang khiếp sợ. Đột nhiên, giọng nói phấn khích của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, tiểu tử, chân thân của bổn tháp ở chỗ này. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tiểu tháp, ông nói cái gì? Chân thân của ông? Không sai. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trở nên nghiêm túc, bổn tháp cảm nhận được khí tức của chân thân. Nó ở trong thi thể của Tổ Long ngay tại đây. Thi thể của Tổ Long ngăn cách tất cả khí tức, trước đây bổn tháp không cảm nhận được, nhưng từ lúc cậu dẫm lên thi thể của Tổ Long thì bổn tháp đã bắt đầu cảm nhận được. Đi mau, nó ở trên đỉnh núi. Được, Diệp Bắc Minh không chút do dự, bước nhanh như bay về phía đỉnh núi. Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta chấn động. Một nửa cái đầu rồng cao hơn 10.000 mét lộ ra trên không trung. Tại vị trí giữa hai hàng lông mày của đầu rồng, một bảo tháp bằng đồng xanh đứt gãy xuyên qua đầu của Tổ Long. Chỉ còn lại đỉnh tháp, nửa sau biến mất không thấy. Diệp Bắc Minh thở dồn dập, đầu của Tổ Long lại bị bản thể của tiểu tháp đóng đinh đến chết. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cực kỳ kích động, ha 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 ha, là bản thể của tôi. Tiểu tử, mau qua đi, một khi thần hồn của tôi tiến vào bản thể thì có thể từ từ khôi phục. Diệp Bắc Minh nhanh chóng tiến về phía trước. Đặt tay lên thân tháp. Được. Diệp Bắc Minh làm theo. Khoảnh khắc lòng bàn tay của anh chạm vào một nửa bảo tháp, trái tim run lên, như thể có thứ gì đó bị tước đi. Cùng lúc đó, bên ngoài long mạch bị phong ấn. Đám người Trịnh Vạn Nhân trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đây là ý gì? Tại sao phía trên lại phản ứng như vậy? Chẳng lẽ đã vứt bỏ chúng ta rồi sao? Rất có khả năng, đã nhiều năm như vậy, nói không chừng bọn họ đã sớm không quan tâm tới chúng ta nữa. Trên mặt mấy ông lão đều tỏ ra thất vọng. Sau khi bọn họ truyền tin tức cho huyền giới, đối phương chỉ nói một câu đã biết, cũng không có phản hồi gì. Ngay lúc này, xảy ra điều khác thường. Không khí trước mặt dao động. Sau đó vô số phù văn sáng lên. Dưới sự ngưng tụ của phù văn, không gian bị xé toạc ra tạo nên một vết nứt, một số bóng người bước ra khỏi đó. Một người đàn ông trung niên cau mày, chính là chỗ này sao? Đã nhiều năm như vậy, thật sự có người đến đây muốn cướp đi long mạch kia. Hỏi tình hình trước rồi nói sau. Một ông lão mặc áo xanh lắc đầu. Nếu như chúng ta đã trấn áp cảnh giới để đi xuống nơi đây thì dù sao cũng phải có chút thu hoạch mới được. Con người chuyển động, nhìn vào đám người Trịnh Vạn Nhân.
bọn họ đã sớm bị khí tức đáng sợ kia ép quỳ trên mặt đất. Ông, nói đi. Ông lão mặc áo xanh chỉ vào Trịnh Vạn Nhân. Toàn thân Trịnh Vạn Nhân run cầm cập, cả người run rẩy, không nói được câu nào. Phế vật vô dụng. Ông lão mặc áo xanh tung một chưởng vào người, Trịnh Vạn Nhân lập tức hóa thành một đám sương mù đẫm máu. Đại trưởng lão. Những người còn lại kêu lên, hoàn toàn sợ hãi. Điều này không giống với những gì bọn họ tưởng tượng. Bùm. Ngay vào lúc này, long mạch bị phong ấn rung chuyển kịch liệt. Ánh mắt của người đàn ông trung niên, ông già mặc áo xanh và những người khác tối sầm lại, bên trong đã xảy ra chuyện, chúng ta đi thôi. Một vài bóng người lao ra như sao băng. Một tiếng răng rắc vang lên, màn sáng phong ấn long mạch lập tức sụp đổ, căn bản không thể ngăn cản được mấy người kia dù chỉ một giây. Người đàn ông trung niên, ông già áo xanh và những người khác xông vào, giọng nói của tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, tiểu tử, thần hồn của bổn tháp đã trở về rồi. Việc này sẽ mất chút thời gian, tiếp theo tôi cần cậu bảo vệ tôi. Diệp Bắc Minh không chút do dự đồng ý, được. Đôi mắt nheo lại, nhìn vào mấy vị khách không mời mà đến kia. Tổng cộng có 5 người, tất cả đều có khí thức của cảnh giới động hư. Chỉ liếc nhìn Diệp Bắc Minh một cái, nhất thời không có hứng thú. Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào một nửa tòa tháp Càn Khôn Chấn Ngục, trong mắt lập tức trở nên nóng rực như lửa. Ông lão mặc áo xanh nuốt một ngụm nước miếng, mang thứ này trở về tông môn, đối với chúng ta mà nói thì đây chính là một kỳ tích lớn đó. Mấy người đồng loạt ra tay, hướng về phía tháp Càn Khôn Chấn Ngục để bắt ông ta. Hú! Một tiếng rồng gầm vang lên. 9 con ma long màu đen lao ra khỏi cơ thể Diệp Bắc Minh, truyền đến một luồng khí tức uy hiếp vô hình. Ai? 5 ông lão cảm nhận được nguy hiểm, đồng thời lui về phía sau. Bùm! Một đạo kiếm khí rơi xuống từ trên trời, từ chỗ 5 người vừa rồi rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Chém ra một vết kiếm đáng sợ có chiều dài hàng trăm mét. Ánh mắt của 5 người xoay chuyển, đồng thời dừng trên người Diệp Bắc Minh, chỉ là một con kiến trong cảnh giới chân linh mà cũng dám ra tay với chúng ta sao? Con kiến, cậu có biết chúng tôi là ai không? Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đứng trước che chắn cho chân thân của tháp Càn Khôn Chấn Ngục, chỉ vào vết kiếm trên mặt đất, cho dù các người là ai, dám vượt qua ranh giới thêm một bước nữa. Giết, không, tha, thật sao? Người đàn ông trung niên mỉm cười nghiền ngẫm, bước qua vết kiếm như một mũi tên rời khỏi dây cung. Khiêu khích nhìn Diệp Bắc Minh. Ông đây muốn vượt qua ranh giới này, cậu có thể làm gì chứ? Ông ta quay đầu nhìn 4 người đi cùng, những kẻ ngốc này thật sự không biết mình có bao nhiêu cân lượng, còn tưởng rằng mình vô địch thiên hạ sao? Các ngươi làm sao vậy? Người đàn ông trung niên phát hiện sắc mặt của 4 người đi cùng trông rất kỳ lạ. Ông lão mặc áo xanh chỉ vào phía sau lưng ông ta, cẩn thận phía sau. Phía sau. Người đàn ông trung niên cảm nhận được một luồng sát ý đáng sợ. Nhanh chóng quay đầu. Diệp Bắc Minh không biết từ lúc nào đã đứng ở trước mặt ông ta. Khoảng cách giữa 2 người chưa đến 1 mét, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục đã giơ lên cao, chém về phía đầu của ông ta. Người đàn ông trung niên hơi sửng sốt, đột nhiên tức giận đệt. Cái gì vậy, muốn giết chết ông đây, chỉ có Mộng Xuân Thu của mẹ mày thôi. Cút cho ông đây. Giơ tay lên tung một quyền, trực tiếp đấm thẳng về phía kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Răng rắc, một tiếng. A! À. Tay phải của người đàn ông trung niên trực tiếp nổ tung, cơn đau dữ dội khiến vẻ mặt của ông ta trở nên vặn vẹo. Ngay khi vừa định ra tay thì kiếm Càn Khôn Chấn Ngục đã rơi xuống. Cậu dám đùa thật. Con người của người đàn ông trung niên co rút lại, đầu bay ra ngoài, trực tiếp nổ tung. Diệp Bắc Minh dùng một chân đá ra ngoài. Thi thể của người đàn ông bị nện xuống dưới chân của 4 người kia. Phát ra một tiếng bùm thật lớn. Một giọng nói như thần chết vang lên, ai dám vượt qua ranh giới này. Giết không tha. Viên lão, chuyện này. Sắc mặt 3 người còn lại thay đổi rõ rệt, khóe miệng không ngừng co giật. Mọi người vốn dĩ còn cho rằng những lời này nhất định chỉ là một trò đùa mà thôi. Hiện tại lại nghe giống như lời nói của thần chết vậy.
chỉ là một con kiến nhỏ trong cảnh giới chân linh thật sự có thể giết chết sự tồn tại đã chân áp cảnh giới của mình đến cảnh giới động hư. Ông lão mặc áo xanh nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, cậu trai trẻ, cậu dám giết chết người của Thiên Đạo Tông, cậu có biết điều này có ý nghĩa gì không? Đánh lén, giết chết một người của cảnh giới động hư, chẳng lẽ cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Bây giờ hãy quỳ xuống, lão phu bảo đảm sẽ không truy cứu người thân và bạn bè của cậu, nếu không. Viên lão dừng lại một chút. Đôi mắt già nua nheo lại, giọng nói trở nên khàn khàn, lão phu sẽ cho cậu biết hối hận như thể sống không bằng chết là thế nào. Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại, tôi sợ quá, phải làm sao đây? Cậu! Viên lão cảm thấy vô cùng nhục nhã, tự tìm cái chết. Ông ta trượt chân một cái, lao ra ngoài một cách cực kỳ quỷ dị. Trong lòng bàn tay ông ta xuất hiện một thanh đoản đao, trực tiếp chém thẳng vào cổ họng Diệp Bắc. Anh dựng cả tóc gáy. Mặc dù chiêu thức của viên lão bình thường nhưng lại mang đến cảm giác chết chóc cho anh. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, trực tiếp thi triển sát chiêu mạnh nhất, cửu tiêu, đồ long. Những người này khẳng định không phải tầm thường, anh không thể lãng phí thời gian, nhất định phải đánh úp bất ngờ. Hú! Tiếng rồng gầm bùng nổ. 9 con ma long màu đen và một hư ảnh huyết long lao ra khỏi cơ thể, kiếm càn khôn chấn ngục chém vào thanh đoản đao trong tay của viên lão. Khoảnh khắc hai người tiếp xúc, thanh đoản đao biến thành bột. Cánh tay cầm thanh đoản đao trực tiếp hóa thành xương máu. A, tay của tôi! Vẻ mặt của viên lão rất hung dữ, đệt, xúc sinh, mày thật đáng chết. Diệp Bắc Minh nắm lấy cơ hội, tấn công bằng chiêu kiếm thứ hai. Một tiếng keng kinh thiên động địa vang lên. Lấy viên lão làm trung tâm, đất đai nổ tung, bụi mù bốc lên cao hàng trăm mét. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng trọng, chờ đến khi khói bụi tan đi, cả người viên lão dính đầy máu đứng ở nơi đó. Viên lão! Sắc mặt ba người còn lại thay đổi. Viên lão lại bị thương. Vừa định xông lên. Đều đứng lại cho lão phu. Ba người đứng tại chỗ, chố mắt nhìn nhau. Viên lão dùng ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, tiểu xúc sinh, cậu đã hoàn toàn chọc giận lão phu. Không ngờ trong thế giới tam thiên lại có người nghịch thiên như cậu, đáng tiếc, hôm nay cậu phải chết hiểu. Vừa dứt lời, viên lão dậm mạnh chân, trực tiếp giải trừ phong ấn trên người. Một luồng khí thế ngút trời lao ra, không gian xung quanh cơ thể viên lão thế mà lại sụp đổ như một lỗ đen. Không gian đang tan rã. Một giây tiếp theo. Bên trong toàn bộ cấm địa của Long Mạch thay đổi, giống như là ngày tận thế. Cùng lúc đó, trong đầu vang lên giọng nói truyền âm của Tử Long, Diệp Bắc Minh, cảnh giới của người này là cảnh giới hư thần phía trên cảnh giới hư vương. Dựa vào thực lực của cậu ở cảnh giới chân linh. Có thể chém chết cảnh giới động hư đã là cực kỳ khó tin rồi. Đối mặt với cảnh giới hư vương, cậu chỉ có một con đường chết mà thôi. Huống chi là cảnh giới hư thần. Nếu như tôi là cậu thì sẽ lập tức rời khỏi đây, cũng không quay đầu lại, đó mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Vẻ mặt của Diệp Bắc Minh nghiêm túc hơn bao giờ hết. Quay đầu nhìn tháp càn khôn chấn ngục. Nắm chặt kiếm càn khôn chấn ngục. Bước về phía trước. Vào lúc này, viên lão đã hoàn toàn giải trừ phong ấn, mỗi một bước đi đều khiến không gian xung quanh và mặt đất đều sụp đổ, hóa thành hư vô. Tiểu xúc sinh, lão phu cho cậu một cơ hội ra tay trước. Viên lão giống như đang nhìn một người chết, biết tại sao không? Bởi vì sau khi lão phu ra tay thì cậu sẽ không còn cơ hội nào để ra tay nữa. Long tổ, cho tôi gấp 10 lần sức chiến đấu. Diệp Bắc Minh gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ bừng. Bùm! Một luồng huyết khí ngút trời bùng nổ từ di tích Côn Luân Thượng Cổ. Một giây tiếp theo, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của Diệp Bắc Minh. Giết! Diệp Bắc Minh gào to một tiếng, tất cả chân nguyên trong cơ thể sôi trào. Một con huyết long dài hàng ngàn mét phun ra từ thanh kiếm càn khôn chấn ngục, tiến về phía viên lão. Viên lão hơi sửng sốt một chút. Sau đó mỉm cười, trong thế giới tam thiên lại có một người nghịch thiên như cậu, nếu không phải cậu là kẻ thù của lão phu thì lão phu thật sự muốn nhận cậu làm đệ tử. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, cậu vẫn phải chết.
khoảnh khắc con huyết long dài hàng nghìn mét đè xuống, Viên lão giơ tay lên và tóm lấy con huyết long. Một tiếng răng rắc giòn vang. Huyết long lập tức sụp đổ, biến mất không dấu vết. Thân ảnh Viên lão chợt lóe lên, xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, chậc chậc chậc, đây là thực lực mạnh nhất của cậu sao? Dưới cách nhìn của lão phu thì cùng lắm cũng chỉ như vậy. Đúng là có tiếng mà không có miếng. Năm ngón tay nắm chặt, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố ngưng tụ lại, đánh vào ngực của Diệp Bắc Minh. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chống lại nó. Có một cơn đau nhói ở ngực, toàn bộ cơ thể bay thẳng ra ngoài. Phụt. Diệp Bắc Minh phun một ngụm máu tươi vào Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, hai tay chống đỡ thanh kiếm mới miễn cưỡng đứng dậy được. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục khẽ run lên, một tia máu thản nhiên nở rộ ra. Chủ nhân. Giọng nói của một đứa nhỏ vang lên trong tâm trí. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, đây là, kiếm hồn, cô thức tỉnh rồi sao? Viên lão chắp tay sau lưng, bay lên không trung, tiểu súc sinh, kiếp sau nhìn thấy lão phu thì mau trốn đi. Ông ta cũng lười lãng phí thời gian nữa, giơ tay lên chuẩn bị giết chết Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh sử dụng một chiêu thức kỳ quái, cầm lưỡi kiếm trong lòng bàn tay, dùng sức kéo ra. Két! Máu tươi bắn tung tóe. Lấy máu tươi của Diệp Bắc Minh tế kiếm, mời uống máu tươi cho thỏa thích. Phụt! Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục run lên, tỏa ra ánh sáng đẫm máu. Một giây tiếp theo, một lượng lớn máu tươi không ngừng phun ra từ trong lòng bàn tay của Diệp Bắc Minh. Trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên cực kỳ tái nhợt, máu tươi gần như rút cạn khỏi cơ thể. Trong mắt của đám người Viên lão, một huyết ảnh thoát ra khỏi Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, hóa thành một đứa trẻ xinh xắn đứng bên cạnh Diệp Bắc Minh, chủ nhân, tôi có thể ra tay một lần, giết ai đây? Tất cả bọn họ. Diệp Bắc Minh chỉ vào đám người Viên lão. Được. Đứa trẻ dứt khoát trả lời. Viên lão cười nhạo, ha ha, lấy máu tươi tế kiếm. Thức tỉnh kiếm linh. Xem ra cậu thật sự đã đi vào ngõ cụt rồi. Chỉ dựa vào một kiếm linh mà cũng muốn giết tôi. Soạt. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chợt lóe và biến mất. Viên lão chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Ông ta còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị một luồng sức mạnh dễ như bẻ cành khô xuyên thủng qua. Cúi đầu nhìn xuống, con ngươi của Viên lão co rút lại. Một lỗ thủng đáng sợ xuất hiện trước ngực của ông ta. Nội tạng, trái tim, đan điền, tất cả đều biến mất không thấy, hoàn toàn rỗng tuếch. Chết tiệt, vậy mà lật thuyền trong mương. Tên súc sinh này là loại quái vật gì vậy? Vừa dứt lời, thân thể của ông ta đột nhiên nổ tung, đã chết. Ba người còn lại đều sợ chết khiếp, không ngừng hoảng sợ mà lùi lại, lão Viên. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xoay tròn trong không trung, còn có các ngươi nữa, tất cả đều chết đi. Chạy mau. Tim gan của ba người đều sắp nổ tung, điên cuồng bỏ chạy về phía long mạch phong ấn. Cảnh giới hư thần như lão Viên đều không thể ngăn cản được sức mạnh của thanh kiếm này, sao bọn họ dám ở lại chứ? Đừng chạy, chủ nhân của tôi sẽ tức giận đó. Giọng nói của Loli giống như bùa đòi mạng. Chỉ sau 3 phút lao ra cả trăm mét, Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục lóe lên đã biến mất, quay trở lại bên cạnh Diệp Bắc Minh đang hôn mê. Ảm đạm dần. Phốc, phốc, phốc. Thi thể của ba người trong nháy mắt nổ tung, hóa thành làn xương máu. Anh Diệp, Long Khuynh Vũ chạy tới, kiểm tra vết thương của Diệp Bắc Minh. Trái tim như muốn chìm xuống đáy. Không có nhịp tim, không có hô hấp, không có mạch đập. Thậm chí, ngay cả máu cũng đã chảy hết. Không được, nếu tiếp tục như vậy, anh Diệp sẽ chết mất. Long Khuynh Vũ cắn răng một cái. Nghiêng người về phía Diệp Bắc Minh, đôi môi đỏ mỏng áp xuống. Một viên long nguyên trực tiếp truyền vào trong cơ thể của Diệp Bắc Minh. Thật tốt quá, đã có hô hấp và nhịp tim trở lại. Hai mắt cô tối sầm lại, rơi vào hôn mê. Huyền giới, Thiên Đạo Tông. Một lão già hơi mập đẩy cửa phòng họp ra, sao mở họp gấp như vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lão phu còn đang bế quan đó. Có chuyện gì mà mấy người không thể tự quyết định, nhất định phải tìm tới lão phu.
Những người khác trong phòng họp đều có sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía ông ta một cách ngưng trọng. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, ông ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn, mọi người bị làm sao thế? Vì sao lại căng thẳng như vậy? Hoàn toàn yên tĩnh. Một lão già với chòm râu dê nói, Lục trưởng lão, Viên Phong đã chết rồi. Lục Bạch Hạc sửng sốt, Từ trưởng lão đừng nói đùa, lão già Viên Phong này đã có cảnh giới hư thần trung kỳ. Hơn nữa ông ta là người thận trọng, có rất nhiều biện pháp bảo mệnh. Cho dù là gặp được thần đế, cũng phải nể mặt Thiên Đạo Tông. Ai có thể giết ông ta? Từ trưởng lão đang đùa tôi phải không? Đến bây giờ, ông vẫn nghĩ mọi người đang nói đùa. Bầu không khí có chút kỳ lạ. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào ông ta. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Lục Bạch Hạc cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, chuyện gì vậy? Viên Phong thật sự đã chết rồi sao? Từ Trung Thiên gật đầu, trước đó, chi nhánh ở Tam Thiên Giới đã liên lạc với chúng ta. Có người tới chi nhánh muốn lấy đi long mạch con giáp của hoa tộc. Viên trưởng lão tự ý dẫn người đến Tam Thiên Giới, chưa đầy hai tiếng sau, hồn đăng bản mệnh của ông ta đã tắt. Lục Bạch Hạc ánh mắt lóe lên, lão già Viên Phong này vẫn luôn cẩn thận, ngay cả ông ta cũng ngã xuống, chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Việc này nhất định phải điều tra rõ ràng, người của Thiên Đạo Tông không thể chết uổng phí như vậy. Khụ khụ, mọi người ở đây à? Vừa lúc giúp lão phu tiết kiệm thời gian, không phải đi tìm. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên từ cửa phòng họp. Một ông lão lưng còng chống gậy bước vào. Bụp, bụp, bụp. Vừa nhìn thấy ông lão, mọi người trong phòng họp đều đứng dậy, lão Từ, sao ngài lại tới đây? Lão Từ hừ lạnh một tiếng, nếu lão phu không đến, Thiên Đạo Tông đều sắp diệt vong. Tin tức mới nhất là tàn dư của hoa tộc đã trở về, chủ luân hồi cũng đã sống lại. Đám ngu xuẩn các người, vậy mà không có một ai phát hiện ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động. Cái gì, làm sao có thể? Mọi người nhìn nhau. Lão Từ cũng lười giải thích, gọi về phía cửa, vào đi. Một thanh niên bước vào chắp tay chào mọi người, các tiền bối, tôi là Vạn Càn. Lão Từ nói, hãy kể cho lão phu nghe tất cả những gì cậu biết. Không biết qua bao lâu, Diệp Bắc Minh cảm giác được trong thức hải của mình có người đang nói chuyện. Đó là giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Diệp Bắc Minh đột nhiên phản ứng lại, tiểu tháp, là ông sao? Là ta. Trong đầu Diệp Bắc Minh hiện lên bóng dáng của một thiếu nữ có thân hình vô cùng nóng bỏng. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tiểu tháp, bộ dáng của ông là như thế này sao? Trời đất, ông là con gái sao? Thiếu nữ cười lắc đầu, bản tháp không có hình dạng cố định, tôi dựa vào theo sở thích của cậu để biến hóa ra hình dạng này. Một giây sau, thân hình thiếu nữ đột nhiên trở nên hư ảo, biến thành một lô ly. Sau đó, lại biến hóa lần nữa. Một vị tuyệt thế mỹ nhân đứng ở trước mặt Diệp Bắc Minh, cậu thích cái gì, tôi đều có thể biến thành. Bản tháp không có giới tính, có thể là nam hay nữ. Có thể cong hay thẳng. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, đừng nói nhảm, cứ giữ bộ dáng lúc trước đi. Như cậu mong muốn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mỉm cười rồi biến mất. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh xuất hiện ở thế giới bên trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Thân tháp màu trắng ban đầu đã biến thành màu đồng xanh. Một cảm giác hoang vắng mà hùng vĩ đánh thẳng tới. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, tiểu tháp, đây là bộ dáng thật của ông sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, đúng vậy, thần hồn của bản tháp đã dung hợp với bản thể, hiện tại tôi có thể cảm nhận được vị trí của những mảnh vỡ khác. Người trẻ tuổi, tiếp theo có việc cho cậu đây, đó là giúp tôi thu thập tất cả các mảnh vỡ của tháp. Khi tất cả các mảnh vỡ trở lại đúng vị trí, tòa tháp này sẽ có thể khôi phục hoàn toàn hình dạng thật của nó. Khi đó, chỉ cần cậu nguyện ý, đừng nói tới Tam Thiên Giới. Toàn bộ huyền giới, thần giới đều phải quỳ gối dưới chân cậu. Diệp Bắc Minh nói đùa, đừng nói chuyện tốt đẹp như vậy. Nếu ông thật sự có sức mạnh như vậy, tại sao ban đầu còn bị đánh tan thành từng mảnh? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục im lặng. Một lát sau đó,
mới mở miệng nói, tôi đã cố gắng mở ra phong ấn ký ức, nhưng vẫn không thể làm gì được. Dường như là có ai đó không muốn cho tôi nhớ đến. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không nhớ được thì quên nó đi. Đột nhiên, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, người trẻ tuổi, tôi cảm nhận được hơi thở của sư tỷ cậu. Cái gì? Hô hấp của Diệp Bắc Minh có chút dồn dập, tiểu tháp, ông đang nói đùa sao? Sư tỷ của tôi không phải bị Đông Phương Xá Nguyệt mang đi, đang ở huyền giới sao? Chẳng lẽ sau khi tìm được một phần chân thân của mình, ông đã có thể tìm thấy hơi thở của huyền giới? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, hàng rào giữa các thế giới không dễ bị đột phá như vậy. Vừa nãy tôi đã tìm kiếm ký ức ở sâu trong óc, bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở của hai vị sư tỷ của cậu trong hoàng cung của Tu La tộc ở ma giới. Ý thức của Diệp Bắc Minh rời khỏi Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, đi thôi, chúng ta trở về Tu La tộc. Khi anh mở mắt ra, thấy mình đang ôm một người cô gái bất tỉnh trong lòng. Diệp Bắc Minh sửng sốt, Long cô nương. Long Khuynh Vũ đã hôn mê bất tỉnh, cuộn mình trong lòng anh. Hai tay cô ôm chặt lấy eo của anh, hai chân cũng kẹp chặt lấy đùi của anh. Hành động này thật sự rất mờ ám. Có chuyện gì với cô ấy vậy? Tử Long xuất hiện, giải thích, khi cậu sử dụng thanh kiếm đó, toàn bộ máu trong cơ thể đều bị hút khô. Hơi thở của sự sống đang nhanh chóng biến mất, chính cô ấy đã cứu mạng cậu bằng Long Nguyên của mình. Diệp Bắc Minh ngơ ngác, Long Nguyên. Tử Long gật đầu, Long Nguyên đối với Long tộc mà nói, nó tương đương với đan điền của người bình thường. Vì cứu cậu, cô ấy đã trở thành phế nhân. Diệp Bắc Minh, cậu nợ cô ấy một ân tình lớn. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn Long Khuynh Vũ trong lòng. Ánh mắt có chút dịu dàng. Một ý niệm trong đầu, Long Khuynh Vũ đã được đưa vào trong di tích Côn Luân Thượng Cổ, đặt ở bên cạnh Long Huyết Bồ Đề. Một lát sau đó, Diệp Bắc Minh lại xuất hiện ở trước mặt Tử Long, đi theo tôi không? Tử Long lắc đầu, chỉ sợ là không được. Diệp Bắc Minh cau mày, tại sao? Tử Long chỉ vào đầu lâu của Tổ Long phía sau, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ thi thể của Tổ Long. Thi thể của Tổ Long ở đâu, tôi ở đó. Diệp Bắc Minh nói ra một câu chấn động, nếu tôi mang thi thể của Tổ Long đi thì sao? Cậu nói cái gì? Tử Long sửng sốt, sau đó quả quyết lắc đầu, không thể nào. Diệp Bắc Minh hít một hơi thật sâu, bay lên không trung, nhìn xuống chiếc đầu lâu to lớn của Tổ Long phía dưới. Mở ra cho ta. Anh quát to một tiếng. Một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Không trung vỡ ra một vết nứt, để lộ ra di tích Côn Luân Thượng Cổ bên trong. Di tích Côn Luân Thượng Cổ đã trở thành thế giới tùy thân của cậu. Làm sao có thể, toàn thân Tử Long run rẩy, trơ mắt nhìn Diệp Bắc Minh thu chiếc đầu lâu của Tổ Long to lớn như một ngọn núi vào bên trong di tích Côn Luân Thượng Cổ. Bây giờ ông có thể đi với tôi được không? Được thưa chủ nhân. Một tiếng sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi phong ấn Long Mạch. Hơn chục bóng người tiến vào phong ấn Long Mạch. Đúng vậy, đó là đám người Lão Từ, Lục Bạch Hạc, Từ Trung Thiên. Cái đó ở đâu? Thân thể của Lão Tử run rẩy, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Bên trong phong ấn Long Mạch rỗng tuếch. Chiếc đầu lâu của Tổ Long đã mất tích. Tử Long, thủ lĩnh của 12 Long Mạch con giáp cũng biến mất. Lục Bạch Hạc nghi ngờ hỏi, Lão Tử, ngài làm sao vậy? Đôi mắt của Lão Tử đỏ ngầu, mang đống rác rưởi đó đến đây cho tôi. Lục Bạch Hạc làm theo lời ông ta, ném nhị trưởng lão. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão xuống đất như chó chết. Nói, rốt cuộc là ai đã lấy đi Long Mạch? Trên người lão tự tỏa ra hơi thở chết chóc. Mấy người nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão đều nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ biết những người này đều đến từ Thiên Đạo Tông ở huyền giới, cũng biết bọn họ, cũng coi như là người Thiên Đạo Tông. Nhưng ở trong mắt những người này, bọn họ còn chẳng bằng con kiến. Đại nhân, bọn tôi thật sự không biết mà. Chỉ biết là một thanh niên tên là Diệp Bắc Minh. Ông Từ nheo mắt, hai tia máu bắn ra. Lần lượt bay vào ấn đường của mấy người đó. Cưỡng chế siêu hồn. Á, tha mạng. Mấy người bọn họ lăn lộn điên cuồng trên mặt đất, không ngừng kêu rên,
bọn tôi nói hết cho ông, xin ông đừng siêu hồn. Ông Từ không nghe. Một lát sau, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão thất khiếu chảy máu mà chết. Ánh mắt của ông Từ không hề dao động, Diệp Bắc Minh. Quả nhiên là Diệp Bắc Minh. Người Hoa tộc, lúc ra tay huyết long lao ra từ trong cơ thể. Lão Hủ đoán, cậu ta lấy được không chỉ một long mạch. Đột nhiên, ông Từ giơ tay lên, một miếng ngọc bội khắc thiên môn xuất hiện trong lòng bàn tay. Là đồ đằng của Thiên Đạo Tông. Ngọc bội lóe sáng, một giọng nói uy nghiêm phát ra từ miếng ngọc bội ấy, ông Từ, tại sao ông lại không ở tông môn? Giọng của tông chủ. Người của Thiên Đạo Tông kinh ngạc. Ông Từ hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh, hỏi tông chủ, có chuyện gì sao? Tông chủ Thiên Đạo Tông nói, đỉnh Thiên Đạo nát rồi. Hơn nữa không có bất cứ ai chạm vào đã vỡ. Cái gì? Con người của ông Từ co lại. Lục Bạch Hạc và Từ Trung Thiên nhìn nhau. Những người còn lại của Thiên Đạo Tông sợ hãi. Có một câu cách ngôn được lưu truyền trong Thiên Đạo Tông từ thời thượng cổ đến nay, đỉnh Thiên Đạo vỡ, Thiên Đạo Tông vong. Nhưng các đệ tử của Thiên Đạo Tông không coi câu cách ngôn này là thật. Bởi vì đỉnh Thiên Đạo không chỉ là đỉnh luyện đan của tông chủ đầu tiên của Thiên Đạo Tông, mà còn được tạo ra bằng cách nung chảy binh khí của 10 thần đế. Đan đỉnh này hình thành tự nhiên, cực kỳ rắn chắc. Đừng nói là vỡ. Cho dù 10 thần đế cùng nhau tấn công thì cũng không thể phá hủy đỉnh Thiên Đạo. Hôm nay, đỉnh Thiên Đạo tự vỡ. Có ai mà không hãi? Có ai mà không sợ? Thiên Đạo tông chủ nói, ông trở lại rồi nói sau. Ngọc bội tối lại. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Lục Bạch Hạc nuốt nước bọt, ông Từ, lẽ nào Thiên Đạo tông chúng ta sắp diệt vong thật rồi ư? Hai mắt ông Từ đỏ ngầu, không thể nào. Thiên Đạo Tông muôn đời bất diệt, còn có tổ tiên đột phá gông xiềng tiến vào thần giới. Ai có thể diệt Thiên Đạo Tông chúng ta? Lẽ nào tên Diệp Bắc Minh đó có thể làm được? Chẳng qua thằng danh ấy trùng hợp xuất hiện mà thôi, chẳng lẽ cậu ta còn có thể nghịch thiên? Ông ta bỗng quát, đừng có mà tự mình dọa mình. Mấy người họ nhao nhao gật đầu. Đương nhiên không ai coi những gì Diệp Bắc Minh nói ra gì. Được rồi, lão phu về trước. Ánh mắt ông Từ lạnh như băng, sát ý ngày càng mãnh liệt hơn, bây giờ các cậu chỉ có một nhiệm vụ, tìm được người Hoa tộc tên là Diệp Bắc Minh ấy. Mang long mạch con giáp về Thiên Đạo Tông cho lão phu, đồng thời. Lão phu còn muốn đầu của cậu ta. Sau khi trở lại Tu La tộc, Diệp Bắc Minh vội vã xông vào Hoàng cung Tu La tộc. Tất cả mọi người bị bao phủ bởi thần hồn của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Người nhà họ Diệp, nữ hoàng Tu La, Ly Nguyệt. Tôn Thiến và mọi người đều ở trong một đại điện của hậu cung. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhóc, trạng thái của thập sư tỷ và bát sư tỷ của cậu không ổn lắm. Diệp Bắc Minh nhíu mày, làm sao vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, tạm thời bản tháp cũng chưa phát hiện ra được, cậu cẩn thận. Diệp Bắc Minh gật đầu với vẻ trầm ngâm, sau đó đẩy cửa đại điện ra. Minh Nhi! Chồng ơi! Bắc Minh! Mọi người thấy Diệp Bắc Minh trở về thì vui vẻ chạy tới. Sư đệ, bọn chị về rồi, Vương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ mỉm cười. Diệp Bắc Minh bước nhanh đến trước mặt hai người họ, thập sư tỷ, bát sư tỷ, các chị trở lại bằng cách nào vậy? Đông Phương Xá Nguyệt mang các chị đi rồi mà. Chẳng lẽ cô ta thả các chị về? Ánh mắt Vương Như Uyên lập lòe, tiểu sư đệ, chúng ta nói chuyện riêng đi. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, mọi người đi nghỉ ngơi đi, bọn ta có chuyện quan trọng muốn nói với tiểu sư đệ. Mọi người thấy thế thì không nói nhiều nữa. Diệp Bắc Minh dẫn hai cô gái vào một căn phòng khác. Sư tỷ, rốt cuộc có chuyện gì thế, Diệp Bắc Minh khó hiểu. Đột nhiên. Vương Như Yên tiến lên, nhào vào lòng Diệp Bắc Minh. Anh cứng đờ, thập sư tỷ, sao thế? Mặt Vương Như Yên đỏ ửng, cô ấy nhìn anh với ánh mắt mơ màng, tiểu sư đệ, bọn chị nhớ em quá. Đừng hỏi chiếm lấy chị đi đã. Cái gì? Diệp Bắc Minh vô cùng kinh ngạc, anh nhìn Vương Như Yên với vẻ không dám tin.
Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh cũng chủ động cởi áo khoác. Diệp Bắc Minh lập tức cắt liên hệ với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, hơi thở dồn dập, thập sư tỷ, bát sư tỷ, rốt cuộc các chị bị làm sao vậy? Lục Tuyết Kỳ đỏ mặt, tiểu sư đệ, bọn chị muốn làm người phụ nữ của em. Cái gì? Diệp Bắc Minh ngớ ra. Vương Như Yên vươn hai tay ôm Diệp Bắc Minh, tựa đầu vào ngực anh, tiểu sư đệ, lẽ nào em không thích bọn chị sao? Trái tim Diệp Bắc Minh đập loạn. Tim đập thình thịch không ngừng. Miệng đắng lưỡi khô. Ma xui quỷ khiến anh lại gật đầu, em thích, rất thích các chị. Vậy thì... Vương Như Yên nở nụ cười, đôi mắt ánh lên vẻ kỳ dị, đi chết đi. Xoẹt. Một vệt máu bắn ra, Diệp Bắc Minh nhe răng trợn mắt vì đau. Anh đẩy Vương Như Yên ra. Cúi đầu nhìn thấy một vết thương đáng sợ trên ngực mình. Thập sư tỷ, chị. Diệp Bắc Minh nhìn Vương Như Yên với vẻ mặt khiếp sợ. Còn chưa nói xong, cảm giác nguy hiểm bỗng ập tới từ phía sau. Anh quay đầu lại thì thấy Lục Tuyết Kỳ cầm một cây thương vàng đâm về phía trái tim anh. Con người của Diệp Bắc Minh co lại, bát sư tỷ, chị muốn giết em ư? Lục Tuyết Kỳ cười nhạt, cậu đáng chết. Diệp Bắc Minh nhanh chóng lùi lại, giơ tay giữ chặt trường thương của Lục Tuyết Kỳ, đẩy cô ấy về phía sau. Tại sao? Lục Tuyết Kỳ xoay người, dẫm lên tường bật trở lại, bởi vì cậu đáng chết. Tiểu sư đệ, mạng của cậu vốn do bọn tôi cứu, bây giờ có thể trả lại cho bọn tôi được rồi. Diệp Bắc Minh sững sờ. Phập. Phản ứng chậm một giây, trường thương đâm vào lồng ngực. Gào. Chín ma long màu đen lao ra, chủ động tạo thành lá chắn bảo vệ trái tim Diệp Bắc Minh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh hết sức phức tạp, tại sao? Đôi mắt của Tuyết Kỳ không chứa bất cứ cảm xúc gì, không tại sao cả, mạng của cậu là do 10 sư tỷ muội bọn tôi cứu. Lúc bọn tôi cứu cậu, không nói lý do vì sao. Hôm nay bọn tôi muốn lấy mạng cậu, còn cần nói tại sao không? Vương Như Yên nói thêm, Diệp Bắc Minh, duyên phận tỷ đệ chúng ta đã hết. Nếu cậu không chết thì người chết chính là bọn tôi, cho nên cậu đi chết đi. Nghe hai người họ nói vậy, Diệp Bắc Minh hoàn toàn hết hy vọng. Anh nhắm mắt lại, được, nếu hai sư tỷ muốn mạng của em, vậy thì lấy đi. Ma Long, lui lại. Anh quát to. Gào. Chín ma long gào lên, lập tức chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Lục Tuyết Kỳ thấy thế, trường thương trong tay lóe sáng, đâm vào trái tim Diệp Bắc Minh không hề lưu tình. Trong khoảnh khắc trường thương đâm vào cơ thể Diệp Bắc Minh, gần đâm nát trái tim anh. Cổ tay Lục Tuyết Kỳ run rẩy theo bản năng, lệch vài phân. Phập. Trường thương xuyên thủng lồng ngực của Diệp Bắc Minh, nhưng sượt qua trái tim. Cơ thể này vẫn còn tiềm thức. Lục Tuyết Kỳ phẫn nộ mắng. Diệp Bắc Minh bừng tỉnh, không đúng, cô không phải bát sư tỷ của tôi. Cô rốt cuộc là ai? Lục Tuyết Kỳ cười độc ác, Diệp Bắc Minh, cậu đi chết đi. Trường thương run rẩy, chuẩn bị phá nát cơ thể của Diệp Bắc Minh. Anh giữ chặt trường thương, anh nghiêng người về phía Lục Tuyết Kỳ, để mặc trường thương xuyên qua cơ thể mình. Anh bước đến trước mặt Lục Tuyết Kỳ, rốt cuộc cô là ai? Cút ra khỏi cơ thể bát sư tỷ của tôi. Lục Tuyết Kỳ quát, nằm mơ. Hai tay Diệp Bắc Minh giữ cổ tay của Lục Tuyết Kỳ, khiến cô ấy không thể ra tay được nữa. Vương Như Yên di chuyển nhanh như chớp, giơ kiếm chém đầu Diệp Bắc Minh từ mặt hông. Nếu nhát kiếm này chém trúng, chẳng những có thể chém bay đầu Diệp Bắc Minh mà đầu Lục Tuyết Kỳ cũng sẽ lìa khỏi cổ. Ma Long, đi ra. Diệp Bắc Minh dẫm mạnh. Ma khí ngập trời phun trào, chín ma long đồng thời lao về phía Vương Như Yên, bao vây cô ấy. Đột nhiên, Lục Tuyết Kỳ nở nụ cười thần bí, cậu phản ứng nhanh đấy, nhóc con. Đáng tiếc, cậu vẫn phải chết. Chân nguyên trong cơ thể tập trung ở đan điền. Người khống chế Lục Tuyết Kỳ muốn tự bảo. Con người của Diệp Bắc Minh co lại, chết tiệt, đồ điên. Anh nhanh chóng lấy ngân châm ra, đâm vào đan điền của Lục Tuyết Kỳ. Phong ấn toàn bộ chân nguyên của cô ấy. Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ thay đổi, biết mình không thể điều khiển cơ thể này tự bạo được nữa, cơ
cười gằn và nói, không hổ là người luân hồi, hai cơ thể này cho cậu. Nếu muốn các vị sư tỷ còn lại của mày còn sống, hãy dùng mạng của mình để đổi lấy. Lời này vừa dứt, ánh mắt Lục Tuyết Kỳ liền mất đi ánh sáng. Ngã vào trong lòng Diệp Bắc Minh. Cùng lúc đó, trong một cung điện ở Luân Hồi Cốc tại huyền giới. Chủ Luân Hồi mở mắt ra, trên khuôn mặt già nua hiện lên một vẻ hung bạo, chết tiệt. Vậy mà lại thất bại. Thiếu chút nữa thì có thể xuyên qua trái tim của thằng nhóc đó, khiến linh hồn trong cơ thể cũng bị tách rời. Vậy mà vẫn còn có một tia ý thức của riêng mình. Đông Phương Xá Nguyệt vội vàng hỏi, sư phụ, người lại thất bại sao? Vẻ mặt của chủ luân hồi đen lại, bản tọa thất bại, con dường như vô cùng vui vẻ. Đông Phương Xá Nguyệt lắc đầu, đồ nhi không dám. Trong lòng sớm đã vui tới mức nở hoa. Chủ luân hồi cười đầy ẩn ý, nếu con không dám, vậy chứng minh đi. Sư phụ, người muốn con chứng minh như thế nào? Thân thể của Đông Phương Xá Nguyệt run lên, ngẩng đầu. Chủ luân hồi giơ tay lên. Một con dao găm màu đen rơi xuống dưới chân Đông Phương Xá Nguyệt. Con dao găm tỏa ra khí đen, phía trên có khắc những phù văn kỳ lạ. Chỉ cần nhìn thôi cũng có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Sư phụ, đây là... Trên con dao găm này có chứa đựng pháp tắc luân hồi của vi sư. Thanh âm của chủ luân hồi lạnh lùng, dùng nó móc đứa trẻ trong bụng con ra. Tiểu súc sinh này còn chưa ra đời, đã chết dưới pháp tắc luân hồi. Đời đời kiếp kiếp cũng không thể đầu thai. Linh hồn của nó sẽ bị nguyền rủa mãi mãi. Trong mắt của Đông Phương Xá Nguyệt nhất thời đỏ ngầu, thanh âm khàn khàn, sư phụ, con. Ánh mắt của chủ luân hồi cực kỳ lạnh lùng, thế nào? Không dám. Diệp Bắc Minh vội vàng mặc áo khoác cho Lục Tuyết Kỳ, tiểu tháp, đây là có chuyện gì vậy? Thần niệm của tháp càn khôn chấn ngục quét qua, giọng nói vô cùng ngưng trọng, người trẻ tuổi. Linh hồn của hai người này đã biến mất. Cái gì? Sắc mặt của Diệp Bắc Minh cực kỳ khó coi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, có người tước đoạt linh hồn của bọn họ, dùng một mảnh linh hồn của chính bọn họ để khống chế thân thể này. Thanh âm của Diệp Bắc Minh lạnh lùng, ý của ông là chủ luân hồi. Là ông ta? Đệt! Diệp Bắc Minh hoàn toàn tức giận, chủ luân hồi. Trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời này, ông đây chỉ muốn làm một việc. Đó là khiến mày vĩnh viễn không được luân hồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, đừng tức giận nữa, hoàn cảnh của hai vị sư tỷ của cậu rất tệ. Linh hồn của họ rời khỏi cơ thể quá lâu, nếu họ tiếp tục ở trong trạng thái vô hồn này. Thân thể sẽ hoàn toàn chết đi, linh hồn sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên khó coi. Không còn cách nào khác sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, chỉ có cách để linh hồn của họ trở về chỗ cũ. Tôi sẽ đi huyền giới tìm chủ luân hồi. Diệp Bắc Minh đứng dậy. Vì sư tỷ, cho dù là núi đao biển lửa thì anh cũng muốn xông vào một lần. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vội vàng ngăn cản, người trẻ tuổi, cảnh giới của cậu thật sự quá thấp. Dù là có bản tháp ở đây, nếu bây giờ cậu đi tìm chủ luân hồi, thì cũng không khác gì đi chịu chết. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cho dù là đi chịu chết, tôi cũng phải thử một lần. Đột nhiên, từ nghĩa trang trong tháp càn khôn chấn ngục vang lên một thanh âm, Diệp Bắc Minh, tôi có thể giúp cậu. Giọng nói của băng phách. Với một ý niệm trong đầu, anh đã bước vào trong nghĩa trang. Xung quanh tối đen, chỉ có hàng trăm bia mộ dựng trước mặt họ. Phía trên bia mộ của băng phách, Một bóng người hư ảo xinh đẹp đứng lơ lửng trên không. Cô có thể giúp tôi sao? Băng phách gật đầu, đúng vậy. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Diệp Bắc Minh không chút do dự trả lời, bất kể đó là điều kiện gì, tôi cũng đồng ý với cô. Băng phách cười, hai cô gái này quan trọng với cậu như vậy sao? Diệp Bắc Minh gật đầu, bọn họ là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Băng phách có chút kinh ngạc, không ngờ cậu lại coi trọng tình cảm như thế, nếu vậy, tôi cũng không giấu giếm gì nữa. Cậu mang cơ thể của bọn họ tới nghĩa địa, linh hồn của tôi có thể nhập vào trong cơ thể của bọn họ, tạm thời duy trì sức sống cho họ. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Băng phách hừ lạnh một tiếng, Diệp Bắc Minh,
cậu đừng coi lòng tốt của bản tọa thành lòng lang dạ thú. Nếu cậu không tin có thể hỏi tháp hồn. Diệp Bắc Minh hỏi thử. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng, hẳn là không có vấn đề gì, hơn nữa linh hồn của cô ta cũng đang ở trong tòa tháp này. Bây giờ cậu là chủ nhân của tôi, vì vậy cậu có thể khiến cô ta tan thành cho bụi bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh gật đầu, nói cho tôi biết, điều kiện của cô là gì. Băng Phách không nói nhảm, thẳng thắn nói, hàng triệu năm trước, tôi đã sáng tạo ra một thế lực tên là Băng Cực Cung ở huyền giới. Trước khi phi thăng thần giới, tôi đã để lại một thứ rất quan trọng ở đó. Nếu Băng Cực Cung còn tồn tại, tôi muốn cậu tới đó một chuyến, giúp tôi lấy lại thứ đó. Nếu Băng Cực Cung đã bị phá hủy, vậy thì quên đi. Chuyện này cũng không quá khó khăn phải không? Sắc mặt của Diệp Bắc Minh dịu lại, cảm ơn tiền bối. Băng Phách khẽ cười một tiếng, thằng nhóc này, cuối cùng cậu cũng biết tôn trọng tôi một chút. Mang cơ thể của bọn họ vào đây nhanh lên. Được. Diệp Bắc Minh đưa cơ thể của hai vị sư tỷ vào trong nghĩa địa. Băng Phách thấy thế, linh hồn của cô liền tách ra làm hai. Nhập vào cơ thể của Vương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ. Một giây sau, hai người mở mắt, khôi phục sức sống. Cùng lúc đó, trong sảnh chính của Thiên Đạo Tông tại Tam Thiên Thế Giới. Một đám quan viên cấp cao của Thiên Đạo Tông đều quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh một hơi. Trên ghế của mấy vị trưởng lão, lúc này đang ngồi hơn chục ông lão với sắc mặt nghiêm túc. Những người này đi ra từ cấm địa sau núi, mấy vị cấp cao của Thiên Đạo Tông hỏi mấy câu đã bị giết ngay tại chỗ. Bọn họ chỉ có một yêu cầu, đó là tất cả tin tức về Diệp Bắc Minh trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Báo cáo, thưa ngài, có rồi, có rồi. Một ông lão chật vật chạy vào, cầm trong tay một xấp tài liệu lớn. Lục Bạch Hạc mở mắt, mang tới đây. Vừa giơ tay lên, tất cả tài liệu đều bay vào tay ông ta. Đọc từng cái một. Diệp Bắc Minh đến từ Đại Lục Cao Võ, Thanh Huyền Tông. Hả, di tích Côn Luân, Hoa tộc, Ma tộc, không ngờ tiểu xúc sinh này liên quan đến nhiều người như vậy. Sau khi đọc xong, ông ta đưa tài liệu cho những trưởng lão khác. Chờ cho đến khi tất cả mọi người đọc xong. Lục Bạch Hạc trong mắt lộ ra sát ý đáng sợ, tiểu xúc sinh này thế mà đến từ chỗ đó, lúc trước nơi đó là một khu vực thấp kém. Long mạch bị chém, phép tắc bị phong ấn, vĩnh viễn không thể nào sinh ra võ giả cấp cao. Lúc trước nếu không phải không có ai muốn mang tiếng hủy diệt hoa tộc, làm sao có thể để cho nơi đó tự sinh tự diệt như vậy? Không ngờ bọn họ vậy mà thật sự tiếp tục kiên trì. Tiểu xúc sinh này cư nhiên từ nơi này đi ra, xem ra nó thật sự là tàn dư của hoa tộc. Nếu biết trước điều này, tôi hẳn là đã phá hủy toàn bộ cái nơi gọi là di tích Côn Luân thượng cổ này. Từ Trung Thiên nắm lấy chỏm râu dê, cười lạnh, theo tài liệu ghi lại, tiểu xúc sinh này đang ở tu la tộc của ma giới. Cái gì mà ma giới? Lục Bạch Hạc diễu cợt lắc đầu, một thế giới vũ nội nhỏ mà thôi, chúng ta trực tiếp tới đó. Phá hủy tất cả, nghiền nát tất cả. Người nào cản trở, giết không tha, giết cho đến khi tên tiểu xúc sinh đó chết mới thôi. Từ Trung Thiên nhếch miệng cười một tiếng, cũng đúng, mạng người ở thế giới vũ nội quả thật không đáng tiền. Dứt lời, 10 người nhìn nhau. Ha 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 ha. Tất cả cười đùa vui vẻ. Một giây sau, đồng loạt ra tay, vẽ ra mấy chục đạo phù văn trong hư không. Tất cả phù văn ngưng tụ lại, xé rách rào cản không gian. Lộ ra một con đường trong không gian. Một luồng khí lạnh chết chóc truyền đến, phía bên kia của con đường trong không gian chính là hoàng cung của Tu La tộc. Đi! Lục Bạch Hạc dẫn đầu, theo sau là những người khác. Con đường trong không gian biến mất. Chỉ có một đám quan viên cấp cao của Thiên Đạo Tông ở Tam Thiên Thế Giới nhìn nhau, không ngừng nuốt nước miếng, trực tiếp xé toạc không gian, thậm chí không cần sử dụng truyền tống trận. Họ là thần sao? Một ông lão nuốt nước miếng, không biết bọn họ có phải là thần hay không, tôi chỉ biết là Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Đi đến không trung phía trên hoàng cung của Tu La tộc. Lục Bạch Hạc đưa tay đè xuống, hơi thở như biển cả rộng lớn nổ tung. Đánh vào sảnh chính trong hoàng cung của Tu La tộc. Cùng lúc đó,
giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, người trẻ tuổi, có kẻ địch tới. Tổng cộng có 13 người, cảnh giới của bọn họ đều bị áp chế về cảnh giới động hư đỉnh phong. Cảnh giới thật sự có thể sẽ cao hơn. Diệp Bắc Minh ngay lập tức rời khỏi Nghĩa Trang. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ hoàng cung của Tu La tộc rung chuyển. Bên ngoài lần lượt vang lên những tiếng la hét, Diệp Bắc Minh nhanh chóng lao ra khỏi phòng tham gia cùng mọi người. Mọi người không sao chứ? Tất cả người của nhà họ Diệp, Ly Nguyệt, Tôn Thiến, nữ hoàng Tu La đều ở đây. Diệp Bắc Minh thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, đôi mắt anh tối sầm, bước ra khỏi sảnh chính. Bạch, bạch, bạch. 13 ánh mắt lập tức rơi xuống trên người Diệp Bắc Minh. Mày chính là Diệp Bắc Minh. Lục Bạch Hạc giống như một vị quý tộc từ trên trời nhìn xuống, chỉ là một tên có cảnh giới chân linh đỉnh phong, nhưng lão già vô dụng Viên Phong đó vậy mà chết trong tay mày. Diệp Bắc Minh lập tức nghĩ tới lão Viên trong long mạch phong ấn của Thiên Đạo Tông. Anh hơi nheo mắt, các người cũng tới từ huyền giới. Lục Bạch Hạc nghiền ngấm cười, ai cho phép mày dùng loại giọng điệu này nói chuyện với tao? Ông ta quát to một tiếng. Quỳ xuống. Ầm ầm. Một sức mạnh khủng khiếp đè xuống, giống như có thiên thạch va vào anh. Lấy Diệp Bắc Minh làm trung tâm, mặt đất nổ tung, khói bụi ngập trời. Chồng, con trai, Bắc Minh, mọi người đều sợ hãi hét lên. Bụi mù đã tan đi. Diệp Bắc Minh vẫn đứng ở chỗ cũ. Lấy anh làm trung tâm, mặt đất chìm xuống hơn 10 mét, những vết nứt kinh khủng như mạng nhện lan ra ngoài. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Từ Trung Thiên liếc nhìn. Ha ha ha. Một ông lão bật cười, ông Lục, ông không được. Chỉ là một người thuộc cảnh giới chân linh đỉnh phong lại có thể chịu được một đòn tấn công của ông mà không quỳ gối. Lục Bạch Hạc cảm thấy mặt mình bị tát, để đến được nơi khỉ ho cò gáy này, tôi đã cố tình phong ấn thực lực của mình thôi. Nếu ông đây dùng toàn lực ra tay thì tiểu súc sinh này thậm chí đến cả cặn bã cũng không còn. Ánh mắt đảo qua nhìn vào Diệp Bắc Minh, tiểu súc sinh, ông đây bảo cậu quỳ xuống, sao cậu lại không quỳ? Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, không tự ti cũng không kiêu ngạo, lão súc sinh, ông cho rằng mình là ai? Cậu nói cái gì? Lục Bạch Hạc tức giận đến mức suýt hộc máu, cậu dám mắng ông đây? Tất cả mọi người đừng ra tay. Ông đây muốn tự mình xé rách cái miệng của tên tiểu súc sinh này, bắt cậu ta phải quỳ dưới chân. Vừa dứt lời, Lục Bạch Hạc trực tiếp bay ra ngoài, giống như sao băng lao về phía Diệp Bắc Minh. Năm ngón tay nắm chặt, tóm lấy cằm của anh. Cút! Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, dùng kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém ra. Răng rắc! Tay của Lục Bạch Hạc nổ tung tại chỗ, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục rơi xuống với tốc độ nhanh như chớp. Con người của Lục Bạch Hạc hơi co lại, căn bản không thể tránh được. A! À. Sau một tiếng kêu thảm thiết, gân mạch toàn thân đều đứt gãy. Nằm trên mặt đất như một con chó chết. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước giẫm lên đầu của Lục Bạch Hạc, chỉ vậy thôi à? Hai mắt Từ Trung Thiên lóe lên. Không ngờ Diệp Bắc Minh chỉ dùng cảnh giới chân linh đỉnh phong lại có thể làm Lục Bạch Hạc bị thương nặng. Tiểu tử này quả thực có vấn đề. Cũng may đã để Lục Bạch Hạc ra tay kiểm tra trước. Một ông lão tiến đến gần Từ Trung Thiên, nhỏ giọng nói, Lục Bạch Hạc cũng thật ngu xuẩn, chúng ta mới nói mấy câu đã khiến ông ta ra tay. Từ Trung Thiên nhìn chằm chằm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Lục Bạch Hạc tức giận hét lên như một con chó điên, đệt. Tiểu súc sinh, mày lại dám làm như vậy với ông đây. Đan điền và toàn bộ gân mạch của ông đây đều bị đứt hết rồi. Đệt, 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 ông đây phải chém mày ra thành ngàn mảnh, giết tất cả những người có liên quan đến mày. Diệp Bắc Minh không chút khách khí, dùng một chân đá nát miệng của Lục Bạch Hạc. Vẻ mặt của đám người Từ Trung Thiên ngưng trọng, Diệp Bắc Minh, thả ông Lục ra. Diệp Bắc Minh cười nói, tôi có thể thả lão súc sinh này, nhưng tất cả các người phải lập lời thề võ đạo. Từ nay về sau, cấm đặt chân vào Tu La tộc. Từ Trung Thiên kiên quyết từ chối, không thể nào. Diệp Bắc Minh giơ tay, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục dừng trên cổ Lục Bạch Hạc, lão súc sinh, đồng bạn của ông hình như muốn ông chết thì phải.
tôi thấy ông nên thuyết phục bọn họ, nếu không tôi không dám bảo đảm đầu của ông có rơi xuống đất hay không đâu. Lục Bạch Hạc hoảng sợ tới mức run rẩy, ông Từ, cho tôi mặt mũi chút đi. Thề đi, chỉ là một tu la tộc thôi, chúng ta có hàng ngàn biện pháp giết người. Hôm nay chúng ta rời đi trước rồi lại bàn bạc kỹ hơn. Từ Trung Thiên lắc đầu. Sắc mặt Lục Bạch Hạc thay đổi lớn, trong mắt đỏ ngầu, Từ Trung Thiên, ông có ý gì? Từ chối sao? Chẳng lẽ ông muốn nhìn tôi chết à? Từ Trung Thiên mỉm cười đầy ẩn ý, ông Lục, đan điền của ông đã bị hủy hoại. Gân mạch đứt đoạn từng khúc, bây giờ đã là một người tàn phế. Mạng của ông đã không còn đáng giá. Cái gì? Sắc mặt Lục Bạch Hạc xám như cho tàn, hai mắt đỏ bừng, giống lớn, đan điền có thể khôi phục, gân mạch cũng có thể nối lại. Cho tôi thêm 100 năm nữa, tôi có thể khôi phục thực lực. Không không không. Từ Trung Thiên vẫn lắc đầu, tại sao phải cho ông 100 năm? Đối với tôi có ích lợi gì? Giữ lại ông để cùng tôi tranh giành vị trí trở thành Thái Thượng Trưởng Lão kế nhiệm sao? Nếu ông chết đi thì chức vụ Thái Thượng Trưởng Lão sẽ là của tôi, mọi thứ của nhà họ Lục cũng đều thuộc về tôi. Lục Bạch Hạc bừng tỉnh hiểu ra, gào lên như chó điên, Từ Trung Thiên, ông con mẹ nó cố ý. Tôi phải nói cho Tông Chủ biết ông muốn hại tôi. Ông Ngô, ông Chu, ông Lưu, các người giúp tôi với. Những ông lão khác tỏ ra lãnh đạm, như thể không nghe thấy gì. Lục Bạch Hạc hoàn toàn tuyệt vọng. Từ Trung Thiên mỉm cười, ông Lục, cảm ơn ông đã dâng hiến sinh mạng vì Thiên Đạo Tông. Mọi người đều nhìn thấy là Diệp Bắc Minh đã giết ông. Vừa dứt lời, trong tay Từ Trung Thiên xuất hiện thêm một cây trường đao, hướng về phía Lục Bạch Hạc chém tới. Diệp Bắc Minh kéo Lục Bạch Hạc lùi về phía sau. Một tiếng keng lớn vang lên, mặt đất nổ tung, để lại mấy vết đao dài hàng trăm mét. Diệp Bắc Minh lạnh lùng lên tiếng, ông đã nhìn thấy chưa? Đây chính là Thiên Đạo Tông mà ông đã bán mạng đó. Tôi còn chưa giết ông mà đồng đội của ông đã nóng lòng muốn giết ông rồi. Sắc mặt Lục Bạch Hạc trắng bệch. Nếu một đao này chém trúng ông ta thì ông ta chắc chắn sẽ chết. Ông ta suýt chút nữa cắn gãy răng hàm, Từ Trung Thiên, ông đây không đội trời chung với ông. Ánh mắt Từ Trung Thiên lạnh như băng, Lục Bạch Hạc phản bội tông môn, cấu kết với Diệp Bắc Minh. Nắm chặt năm ngón tay. Trường đao trong tay chỉ vào Diệp Bắc Minh, dốc hết toàn lực giết chết tên phản đồ Lục Bạch Hạc. Hơn 10 thân ảnh đồng thời lao ra, Diệp Bắc Minh lập tức rơi vào nguy hiểm. Khí tức hủy diệt mọi thứ ập tới. Nện vào trên người Diệp Bắc Minh. Hú! Khoảnh khắc hư ảnh của 9 con ma long và một con huyết long lao ra, bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Phụt! Diệp Bắc Minh phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ngoài. Ly Nguyệt hoảng sợ, chồng. Diệp Nam Thiên, Diệp Thanh Dương và các thành viên trong nhà họ Diệp thay đổi sắc mặt, Minh Nhi. Bắc Minh! Tôn Thiến nheo mắt lại. Cô ta và Ly Nguyệt liếc nhìn nhau, chuẩn bị ra tay tương trợ. Ly Tố bước lên ngăn cản hai người, thực lực của hai người quá thấp, trốn ở phía sau đi. Một giây tiếp theo. Bà ta hét lớn một tiếng, triệu hồi đại quân của Tu La Tộc, ra tay cho bổn hoàng. Giết! Một luồng sát khí lạnh lẽo phóng lên trời cao, một đội quân hàng triệu người tấn công đám người Từ Trung Thiên. Diệp Bắc Minh đã có thể thở hổn hển. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên trong đầu, chết tiệt. Tiểu tử, cậu cũng quá liều mạng rồi. Diệp Bắc Minh gầm nhẹ một tiếng, tiểu tháp, cho tôi đột phá, lập tức giết chết bọn họ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nghiêm túc nói, không được. Tại sao? Diệp Bắc Minh khó hiểu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, bổn tháp đã khôi phục lại bản thể, nếu như bổn tháp ra tay thì chỉ sợ sẽ bị người trong thần giới cảm nhận được. Đến lúc đó, sẽ dẫn tới họa sát thân cho cậu. Trước khi cậu có được thực lực tuyệt đối, bổn tháp chỉ sợ không thể ra tay. Cái gì? Trái tim Diệp Bắc Minh trầm xuống tận đáy, chẳng lẽ không có cách nào sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc. Một khi ông ta hành động thì nhất định sẽ bại lộ. Cùng lúc đó, tất cả rời khỏi ngay cho tôi. Trường đao trong tay Từ Trung Thiên chuyển động.
hàng triệu đại quân của Tu La tộc ngã xuống giống như lúa mạch. Một đám kiến hôi mà cũng dám ngăn cản tôi sao? Đám kiến hôi, luân hồi đi. Những ông lão còn lại dùng ánh mắt lạnh như băng xông vào đội quân triệu người. Trong chốc lát, Tu La tộc đã tử thương hàng trăm ngàn người. Ly Tố quay đầu lại hét lớn, đi mau. Tất cả mọi người đều rời khỏi đây cho tôi. Diệp Bắc Minh, không được ức hiếp con gái của tôi, phải đối xử với con bé thật tốt. Toàn bộ Tu La tộc, bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản bọn họ lại cho bổn hoàng. Xin tuân theo mệnh lệnh của nữ hoàng, đại quân Tu La tộc đồng thanh gầm nhẹ, không ai sợ chết. Trong lúc xông lên, một mảnh xương máu nổ tung. Tu La tộc hoàn toàn biến thành địa ngục Tu La. Đôi mắt xinh đẹp của Ly Nguyệt đỏ bừng, mẫu hoàng. Diệp Nam Thiên đi tới phía sau Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Con dẫn theo đám người Ly Nguyệt và Tôn Thiến đi trước đi. Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, ông ngoại, còn ông thì sao? Diệp Nam Thiên quay đầu nhìn mọi người nhà họ Diệp, chỉ thấy bọn họ đã cầm sẵn binh khí, sẵn sàng tham gia trận chiến bất cứ lúc nào. Chúng ta sao? Diệp Nam Thiên mỉm cười, chúng ta đã ở Tu La tộc lâu như vậy, cũng nên báo đáp ân tình của người khác. Minh Nhi, kéo dài huyết thống của nhà họ Diệp. Nói xong, Diệp Nam Thiên dẫn người nhà họ Diệp tham gia trận chiến. Đệt! Diệp Bắc Minh nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tháp, để tôi ra tay. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh ngạc, tiểu tử, cậu chắc chắn chứ? Diệp Bắc Minh cười to. Ha ha ha, tôi đây tình nguyện bị thần giới phát hiện cũng không muốn làm con rùa rụt cổ. Tiêu diệt lũ khốn này, không chừa bất cứ người nào. Vào lúc này, đám người từ Trung Thiên đã giết người đến mức đỏ cả mắt, hàng triệu đại quân Tu La căn bản không thể ngăn cản bọn họ. Ly Tố chỉ huy đại quân, kiên trì trụ đến cùng cho tôi, người của Tu La tộc đều không sợ chết. Giết, giết, giết. Tiếng hét chết chóc của đại quân Tu La tộc rung trời. Ánh mắt từ Trung Thiên lạnh như băng, trường đao trong tay rơi xuống, con kiến hôi mà cũng dám ngăn cản tôi sao? Phụt! Hàng ngàn người trong nháy mắt hóa thành xương máu. Đôi mắt từ Trung Thiên lập tức khóa chặt Ly Tố, muốn chết. Ông đây tác thành cho bà. Tiến lên một bước, hướng về phía Ly Tố. Bảo vệ nữ hoàng! Đại quân Tu La tộc đồng thời hét lớn. Mấy chục ngàn người xông tới, từ Trung Thiên giống như thần chết. Lao ra một con đường máu. Đáp xuống trước mặt Ly Tố, tóm chặt lấy cổ bà ta, tại sao bà cứ nhất quyết muốn trở thành kẻ thù với tôi? Nữ hoàng, quỳ xuống nhận sai đi. Không đời nào. Ly Tố nghiến răng nghiến lợi. Ha ha. Từ Trung Thiên giơ tay ấn xuống. Một tiếng răng rắc giòn giã vang lên, đầu gối của Ly Tố nổ tung, thân thể không tự chủ được mà quỳ xuống đất. Mẫu hoàng. Ly Nguyệt chạy đến. Từ Trung Thiên nhìn lướt qua, nhất thời mỉm cười, cảnh giới địa huyền. Ha ha ha. Các người thật sự không biết sống chết. Thuận tay tung một chưởng, trực tiếp tung về phía Ly Nguyệt. Ly Tố phát ra một tiếng kêu thảm thiết, không, Nguyệt Nhi. Chạy mau đi. Thân thể Ly Nguyệt run rẩy dữ dội, giống như lá rụng trong cơn gió lốc, thân thể bị một luồng sức mạnh vô hình xé rách. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người lao tới, cánh tay vòng qua eo Ly Nguyệt, tung ra một đấm. Bùm! Tất cả sức mạnh đều đã bị hóa giải. Ly Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, chồng. Nhưng lại phát hiện hai mắt của Diệp Bắc Minh trở nên đỏ ngầu. Một giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh nhanh chóng lao về phía Từ Trung Thiên, một bước đứng trước mặt ông ta. Từ Trung Thiên hừ lạnh, cái gì vậy? Chết đi. Nắm chặt năm ngón tay, tập trung phép tắc sức mạnh, tung một đấm vào ngực Diệp Bắc Minh. Anh giơ tay lên, đón nhận một đấm kia. Két. Cánh tay của Từ Trung Thiên trực tiếp nổ tung, phép tắc sức mạnh của ông ta lại bị phá hủy bởi một cú đấm. Cơn đau kịch liệt khiến khuôn mặt già nua của Từ Trung Thiên vặn vẹo, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Làm sao có thể, thực lực của cậu? Diệp Bắc Minh không nói gì. Giơ tay lên tóm lấy cổ của Từ Trung Thiên. Từ Trung Thiên nổi giận, làm càn. Một tay khác hướng về phía Diệp Bắc Minh ngăn cản,
Răng rắc. Cánh tay nổ tung ngay tại chỗ. Bàn tay lạnh như băng đặt trên cổ ông ta, một cảm giác hít thở không thông bao trùm. Mày dám? Nét mặt già nua của Từ Trung Thiên nhất thời tái nhợt, sau đó trở nên xanh mét. Răng rắc. Lại vang lên một tiếng giòn giã, cổ và đầu của Từ Trung Thiên cùng hóa thành xương máu. Khoảnh khắc thần hồn lao ra ngoài, Diệp Bắc Minh tung một cú đấm, tiêu diệt ngay tại chỗ. Ông Từ. Các trưởng lão còn lại của Thiên Đạo Tông hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy cảnh tượng này. Diệp Bắc Minh đưa mắt nhìn chằm chằm mấy người. Chuyện gì đang xảy ra với con kiến hôi này vậy? Khí tức trên người cậu ta ít nhất mạnh hơn gấp trăm lần. Những người còn lại nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt của người trước mặt đỏ bừng, cả người tràn ngập sát khí giết chóc vô tận. Chỉ liếc mắt một cái cũng có thể khiến người khác không lạnh mà run. Giết! Diệp Bắc Minh bước ra một bước, mang theo ánh sáng đẫm máu đánh vào trên người một trong những ông lão kia. Xương máu nổ tung đầy trời, thế mà lại không thể ngăn được một đòn tấn công này. Tất cả những ông lão khác trong Thiên Đạo Tông đều hoảng sợ. Mau giải trừ phong ấn. Mấy người lập tức giải trừ phong ấn trên người, cho dù tổn thất tuổi thọ cũng không hối tiếc. Trong phút chốc, tất cả mọi người gần như đồng thời đột phá cảnh giới động hư, khôi phục thực lực cảnh giới hư vương trung kỳ thậm chí là hậu kỳ. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không thể ngăn cản được đòn tấn công của Diệp Bắc Minh. A, không thể. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, tất cả mọi người trong Thiên Đạo Tông đều chết hết. Sức mạnh trong cơ thể tan đi, một cảm giác suy yếu ập đến. Diệp Bắc Minh nói nhỏ, Tiểu Tháp, đây chính là thực lực chân chính của ông sao? Tôi cảm thấy như cơ thể của mình bị móc rỗng. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên trong đầu, bản thể của tôi vẫn chưa ra tay, chỉ là mượn thân thể của cậu để bùng nổ sức mạnh của tôi thôi. Đây là cách tối thiểu để tránh bại lộ sự tồn tại của tôi. Hiện tại, những kẻ ở thần giới kia nhất định đã biết tôi xuất hiện ở đây rồi. Diệp Bắc Minh hỏi, bao lâu thì có thể tìm được tôi? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suy nghĩ một chút, bọn họ không thể xác định được vị trí cụ thể của cậu, nhưng nhất định sẽ tìm đến cậu. Tiểu tử, nếu cậu còn không nhanh chóng nâng cấp cảnh giới của mình thì đến lúc đó, bổn tháp cũng sẽ không thể bảo vệ được cậu. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, biết rồi. Nhanh chóng quay lại bên cạnh mọi người. Minh Nhi. Chồng. Bắc Minh. Mọi người lập tức lao đến, không sao chứ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, hít sâu một hơi, có một số việc rất khó giải thích, hiện tại Tu La tộc đã không còn an toàn nữa. Mọi người cần phải đi cùng tôi đến một nơi an toàn. Mọi người trong nhà họ Diệp rối rít gật đầu đồng ý. Lý Tố sau khi xử lý vết thương thì bước tới, Nguyệt Nhi, con đi cùng cậu ta đi. Trong lòng Ly Nguyệt trầm xuống, mẫu hoàng. Vậy còn mẹ thì sao? Ánh mắt của Ly Tố kiên định, Tu La tộc đã ở chỗ này nhiều thế hệ, mẹ muốn cùng Tu La tộc cùng sống chết. Tiền bối, ngài không cần như vậy. Diệp Bắc Minh mở miệng, tôi có thể dẫn theo tất cả mọi người của Tu La tộc cùng đi. Ly Tố hơi sửng sốt, không khách khí nói, Diệp Bắc Minh, tôi biết cậu có chút bản lĩnh. Nhưng cậu có biết Tu La có bao nhiêu người không? Làm sao có thể dẫn theo hàng tỷ con dân đi được chứ? Diệp Bắc Minh lười nói nhảm. Trực tiếp dẫn mọi người tiến vào di tích Côn Luân Thượng Cổ. Nơi này là... Ly Tố nhìn mọi thứ bên trong di tích Côn Luân Thượng Cổ, toàn thân sững sờ. Minh Nhi, đây là nơi nào? Diệp Nam Thiên kinh ngạc không thôi. Tôn Thiến, Ly Nguyệt cũng có vẻ khiếp sợ. Diệp Bắc Minh giải thích, nơi đây được gọi là di tích Côn Luân Thượng Cổ, là thánh địa của Thượng Cổ Hoa tộc. Nhưng bây giờ... Nó là thế giới bỏ túi của tôi. Cái gì? Ly Tố trợn to mắt, hô hấp gần như ngừng lại. Diệp Bắc Minh, cậu có thế giới bỏ túi sao? Nơi này lớn cỡ nào? Diệp Bắc Minh nói, đại khái khoảng 1 triệu dặm. Xì. Mọi người hít một hơi thật sâu. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, Ly tiền bối, nơi này có đủ cho Tu La tộc dừng chân không? Ly Tố gật đầu, đủ. Truyền lệnh xuống, toàn bộ Tu La tộc tiến vào di tích Côn Luân Thượng Cổ.
Huyền giới, Thiên Đạo Tông, bên trong một căn mật thất chứa đầy trận pháp cấm chế. Mấy ông lão giống như xác chết đang trao đổi với nhau. Một trong số đó là ông Dư. Trên ghế ngồi cao nhất có một người đàn ông trung niên, ánh mắt sắc bén, trên mặt toát ra khí tức của một vị cấp trên. Người này chính là chủ của Thiên Đạo Tông. Ông Dư bình tĩnh nói, Tông chủ, ngài chắc chắn chủ luân hồi đã trở về sao? Nếu đã như vậy, người này có thể sẽ ra tay với Thiên Đạo Tông. Dù sao thì năm đó. Chủ Thiên Đạo Tông lại lắc đầu, người mà bổn Tông chủ lo lắng không phải chủ luân hồi. Nếu năm đó, Thiên Đạo Tông đã có cách phòng ấn người này thì bây giờ nhất định có biện pháp đối phó với ông ta. Ông Dư do dự, vậy Tông chủ lo lắng điều gì? Chủ Thiên Đạo Tông yên lặng trong chốc lát, thốt ra hai chữ, Hoa tộc. Hoa tộc. Ông Dư sửng sốt một chút rồi mỉm cười, cũng không có gì phải lo lắng về Hoa tộc. Không thể phủ nhận Hoa tộc quả thực có rất nhiều người nghịch thiên vào năm đó. Nhưng Hoa tộc đã xúc phạm khiến nhiều người tức giận, đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hiện tại có một người Hoa tộc tên là Diệp Bắc Minh, lại còn đang nhảy nhót trong thế giới Tam Thiên. Tôi đã điều tra, người này thậm chí còn chưa đạt được cảnh giới siêu phàm. Tôi đã bảo đám người từ Trung Thiên và Lục Bạch Hạc ở lại thế giới Tam Thiên, nếu tìm được người này thì lập tức giết chết. Chắc một hai ngày nữa sẽ có tin tức, ông Dư cười nói. Đột nhiên, một loạt tiếng răng rắc giòn giã vang lên. Sắc mặt của ông Dư thay đổi kịch liệt. Khoát tay, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 13 miếng ngọc bài. 12 miếng trong số đó đã vỡ nứt. Xì. Ông Dư hít một hơi thật sâu. Sao vậy? Chủ Thiên Đạo Tông cau mày, một loại dự cảm xấu ập đến. Khuôn mặt ông Dư tràn đầy vẻ không dám tin, sao có thể? Đám người từ Trung Thiên đã chết. Để thuận tiện cho việc liên lạc, từ Trung Thiên đã đặt thần hồn của 13 người ở chỗ của ông Dư. Tùy thời tùy chỗ, dùng mệnh bài thần hồn để liên lạc. Vào lúc này, 12 trong số 13 mệnh bài thần hồn đã bị vỡ nát. Chẳng lẽ 12 người bọn họ đều đã qua đời sao? Ánh mắt của chủ Thiên Đạo Tông trầm xuống, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải ông nói Diệp Bắc Minh kia ngay cả cảnh giới siêu phàm cũng không chưa đạt được à? Mí mắt của ông Dư giật giật, Tông chủ, chuyện này. Đột nhiên, một ông lão hét lên, ai đó? Cộp, cộp, cộp. 7-8 cặp mắt nhìn sang, chỉ thấy ở một góc của mật thất, một bóng người từ đâu xuất hiện. Trong mật thất có trận pháp, người này làm sao vào được? Thế nào, bổn tọa tới đây còn cần phải thông báo cho các người trước à? Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Giây tiếp theo, một bóng người bước ra từ bóng tối. Chủ Thiên Đạo Tông và đám người ông Dư khi nhìn thấy rõ người này thì cả người rung mạnh, Lôi Tổ. Ngoại hình của người này giống hệt bức chân dung của tổ tiên được Thiên Đạo Tông cung phụng. Bóng người gật đầu, là ta, ngươi chính là chủ Thiên Đạo Tông. Chủ Thiên Đạo Tông như bị sét đánh, thân thể run rẩy, vội quỳ xuống đất, đệ tử là chủ Thiên Đạo Tông hiện tại, Bách Lý Tranh Vanh. Bóng người lãnh đạm nhìn Bách Lý Tranh Vanh, giọng nói lạnh lùng, nói ngắn gọn, thần hồn của bổn tọa hạ giới có giới hạn thời gian. Vừa rồi bổn tọa nhận ra ở hạ giới có một luồng khí tức cường đại dao động, có thể đó là bảo vật chấn tộc của Hoa tộc năm đó. Cộng thêm dị tượng thần giới trời giáng, có người suy đoán là người được ông trời chọn lựa đã ra đời. Bổn tọa không thể xác định người được ông trời chọn lựa đang ở huyền giới của các ngươi hay ở những vị trí khác. Người được ông trời chọn lựa. Nghe được những lời này, Bách Lý Tranh Vanh và đám người ông Dư đều sửng sốt. Không rõ lý do tại sao. Xin Lôi Tổ nói rõ. Bóng người trực tiếp mở miệng, đầu tiên, dù chỉ có một phần ngàn tỷ cơ hội, các ngươi cũng phải cố gắng tìm ra người được ông trời chọn lựa. Nếu như tìm được người này, cố gắng thu phục, nếu không được thì giết. Thứ hai, tìm được bảo vật chấn tộc của Hoa tộc. Vừa nói xong, bóng người đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại Bách Lý Tranh Vanh và đám người ông Dư chố mắt nhìn nhau. Gần như cùng lúc đó, tất cả tổ tiên của Huyền Thiên Tông, Thần Thủ Cốc và các thế lực hàng đầu khác trong huyền giới đều hạ giới. Sau một lát,
những người đứng đầu các đại tông môn lập tức mở hội nghị, như thể đã xảy ra chuyện lớn gì. Sau đó, các tông môn đứng đầu huyền giới phát ra một tin tức chấn động. Đối mặt với huyền giới và các đại diện bên dưới huyền giới, chiêu mộ đệ tử bất kể thân phận hay chủng tộc. Cho dù đến từ nơi khổ nhất, thậm chí là nơi mà chim cũng không thèm dòm ngó tới, chỉ cần có đủ thiên phú thì có thể gia nhập những tông môn đứng đầu này. Đồng thời, mỗi đại tông môn cử ra đệ tử chiêu mộ các đệ tử đến từ khắp các đại lục khác. Nửa ngày sau, trên bầu trời Tu La tộc, một vết nứt không gian xuất hiện, Bách Lý Tranh Vanh và đám người ông Dư bước ra từ trong đó. Hoàng cung Tu La tộc đã hóa thành cho bụi. Toàn bộ Tu La tộc đã trở thành đất khô cằn. Chính là chỗ này, khí tức cuối cùng của đám người từ Trung Thiên đã biến mất ở đây, ông Dư đưa mắt nhìn xuống. Bách Lý Tranh Vanh khẽ nhíu mày lại, nơi đây đã biến thành đất khô cằn, đoán chừng đám người từ Trung Thiên đã bỏ mạng ở đây. Chẳng lẽ bọn họ tự nổ tung? Ông Dư gật đầu, rất có thể, chỉ có tự nổ tung mới có sức công phá lớn như vậy. Một tàn dư của hoa tộc lại có thể ép đám người từ Trung Thiên tự nổ tung. Ánh mắt Bách Lý Tranh Vanh hơi lóe lên, cảnh giới hư thần tự nổ tung, không một ngọn cỏ nào mọc được trong phạm vi ngàn dặm, Diệp Bắc Minh kia chắc hẳn đã chết. Cứ mặc kệ chuyện này đi, trước hết phải dốc hết toàn lực tìm được người được ông trời chọn lựa kia đã. Vâng. Ông Dư gật đầu, những người khác cũng xoay người rời đi. Huyền giới, thần thủ cốc. La Vãn Vãn kích động chạy về, chị Nhan, em nói cho chị biết một tin tức vô cùng tốt. Nếu chị biết thì nhất định sẽ vui mừng đến phát điên luôn. Nhan Như Ngọc đặt cuốn sách y học trong tay xuống, mỉm cười ngọt ngào nói, tin tức tốt gì? La Vãn Vãn buột miệng thốt ra, vừa rồi cốc chủ và mấy vị trưởng lão vừa tuyên bố tin tức. Thần thủ cốc của chúng ta hiện tại đang chiêu mộ một số lượng lớn đệ tử, không xét lai lịch và thân phận. Chỉ cần thiên phú đủ tốt thì có thể gia nhập thần thủ cốc. Nhan Như Ngọc sửng sốt, cho dù không phải người của huyền giới cũng được sao. La Vãn Vãn mỉm cười gật đầu, đúng vậy, đã có rất nhiều tông môn phái người đến Đại Lục Tam Thiên để chiêu mộ đệ tử. Em nghe bọn họ nói hình như phải tìm được một người là người được ông trời chọn lựa gì đó. Nhan Như Ngọc kích động đứng dậy. Lao ra khỏi phòng nhanh như chớp. Trong lòng vô cùng kích động, thiên phú tu luyện và y thuật của anh Diệp cũng cực kỳ đáng kinh ngạc. Nhất định phải đề cử anh ấy với sư phụ, đến lúc đó anh Diệp sẽ có thể gia nhập thần thủ cốc. Trong lòng suy nghĩ, Nhan Như Ngọc đã lao vào đại điện luyện đan của sư phụ. Sư phụ, sư phụ, con muốn tiến cử một người cho ngài. Nhan Như Ngọc kích động nói, anh ấy không chỉ thiên phú võ đạo rất mạnh, hơn nữa thành tựu y thuật cũng rất cường đại. Đồ Nhi. 7-8 đôi mắt đồng loạt nhìn sang. Nhan Như Ngọc hơi sửng sốt. Đã có người ở trong đại điện. Ngoại trừ sư phụ của Nhan Như Ngọc, sư thái Tĩnh An gia, còn có một ông lão xa lạ, một chàng trai trẻ. Vào lúc chàng trai trẻ vừa nhìn thấy Nhan Như Ngọc, đôi mắt đột nhiên sáng rỡ lên, ánh mắt không ngừng dán chặt trên người cô ta với ý đồ muốn chiếm làm của riêng. Sư thái Tĩnh An nói, đây là đại sư bá của con. Đứng hạng 9 trong thần y bảng, ngoại hiệu ông lão thiên khiếm. Xem con hấp tấp chưa kìa, còn không mau bái kiến đại sư bá. Nhan Như Ngọc tiến lên, khẽ mỉm cười, Như Ngọc xin chào đại sư bá. Ông lão thiên khiếm mỉm cười gật đầu, không tệ, nghe nói sư muội tìm được một đệ tử có y thuật thiên phú rất kinh ngạc, đoán chừng là người này, đúng không? Như Ngọc, tên nghe rất hay. Chàng trai trẻ lập tức bước tới và tự giới thiệu, em gái Như Ngọc, anh tên là Chu Thực. Ông nội của anh cũng là đại sư bá của em, từ nay chúng ta đều là người một nhà. Chu Thực vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay của Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc lùi về sau nửa bước, mỉm cười, Chu sư huynh, xin hãy tự trọng. Nụ cười của Chu Thực cứng đờ, lúng túng cười ngượng, là do anh quá lỗ mãng. Nhưng trong lòng đã sớm quyết định, đệt, đẹp quá, không ngờ trong thần thủ cốc lại có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Cho dù ông đây có tổn thọ 100 năm thì cũng phải bắt được em ấy. Chu Thực với ánh mắt nóng rực suy nghĩ.
đã bắt đầu mơ tưởng đến hình ảnh đè nhan như ngọc dưới thân của mình. Ông lão thiên khiếm mỉm cười nói, à phải rồi, cô bé, hình như vừa rồi con có việc gì muốn nói à? Nhan như ngọc hơi do dự. Sư Thái Tĩnh An nói, đại sư bá không phải người ngoài, nói đi. Nhan như ngọc suy nghĩ một lát rồi nói, sư phụ, con có biết một người bạn, tài nghệ võ đạo và y thuật của cậu ta đều rất cao cường. Nếu được thì con mong được quay về thế giới Tam Thiên một chuyến, đưa anh Diệp đến thần thủ cốc. Sắc mặt sư Thái Tĩnh An trầm xuống, con muốn trở về à? Sư phụ, con không có ý đó. Nhan như ngọc vội vàng giải thích, sư phụ, thiên phú của người nọ thật sự rất mạnh ạ. Thậm chí còn hơn xa con, nếu sư phụ có thể nhận cậu ta làm đệ tử thì chắc chắn sẽ không hối hận đâu. Sư Thái Tĩnh An hừ bảo, cả huyền giới này cũng không có mấy ai lọt được vào mắt ta, chỉ là một thế giới tam thiên thôi thì có người nào thiên phú mạnh mẽ đây chứ? Con cứ an ổn ở thần thủ cốc đi, không có mệnh lệnh của sư phụ thì không được đi đâu hết. Nhan như ngọc mất mát cúi đầu xuống. Lẽ nào cả đời này cô ấy cũng không thể gặp lại anh Diệp sao? Lúc này, Chu Thực mỉm cười bước tới, như ngọc à, sư thúc Tĩnh An chỉ đang lo lắng cho em thôi. Thế giới tam thiên rất hỗn loạn, một cô gái như em đến đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Sư thúc Tĩnh An à, hay là vậy đi, con sẽ đi đến thế giới tam thiên với như ngọc nhé. Sư Thái Tĩnh An nhướng mày. Bà ta đã từng nghe nói về tính tình của Chu Thực. Nhân danh tình yêu, hắn ta đã gây họa cho con gái của hàng loạt trưởng lão ở các tông môn khác. Nếu không phải ông lão thiên khiếm tai to mặt lớn quá, thì Chu Thực đã phơi thây trốn hoang dã từ lâu rồi. Ông lão thiên khiếm hùa theo bảo, năm nay Thực Nhi đã 36 tuổi, thực lực đã đạt cảnh giới động hư. Theo như lão phu biết, cả đại lục tam thiên chẳng có mấy ai đạt cảnh giới động hư. Để nó đi theo chắc chắn có thể bảo vệ đồ đệ thân yêu của sư muội an toàn. Sư Thái Tĩnh An kinh ngạc, cái gì? Chu Thực đã đạt tới cảnh giới động hư rồi. Ông lão thiên khiếm cười khẽ nói, Thực Nhi, cho sư thúc thấy thực lực của con đi. Vâng ạ. Chu Thực từ từ bước lên, nhẹ dậm chân. Một làn khí cuồn cuộn như sóng thần quét qua đại điện. Quả đúng là cảnh giới động hư. Ánh mắt sư Thái Tĩnh An sáng ngời. 36 tuổi. Cảnh giới động hư. Cho dù ở huyền giới thì cũng quá trẻ tuổi rồi. Chu Thực thấy thế định thừa thắng xông lên. Chỉ cần được sư Thái Tĩnh An đồng ý thì Nhan Như Ngọc sẽ thành vật trong lòng bàn tay hắn ta. Hắn ta khoát tay, một tấm lệnh bài có khắc hai rồng quấn quanh, nói, sư thúc Tĩnh An, người xem đây là gì? Sư Thái Tĩnh An sững sờ, đây là huyền thiên lệnh. Nghe nói chỉ có người được Thái Thượng trưởng lão của huyền thiên tông nhận làm đồ đệ mới được cho huyền thiên lệnh. Lẽ nào, cậu? Chu Thực cười mà không nói gì. Ông lão thiên khiếm gật đầu bảo, đúng thế, là người kia. Ông ta mấp máy môi, không có phát ra âm thanh, chỉ dùng thuật truyền âm. Sư Thái Tĩnh An kinh hãi nhìn vào Chu Thực. Ánh mắt từ chán ghét đã chuyển thành thưởng thức, đàn ông thôi mà, chỉ cần thiên phú võ đạo mạnh thì đào hoa một chút âu cũng là chuyện thường. Chu Thực bổ sung thêm, nếu sư thúc còn chưa yên tâm thì con có thể nói cho người một chuyện. Một ngày trước, huyền bảng mới thay đổi, vãn bối xếp thứ 1327. Huyền bảng. Đó là một bảng xếp hạng được một gia tộc thần bí trong huyền giới thành lập. Mỗi tháng sẽ thay đổi một lần. Những người trên danh sách đều là thanh niên tài tuấn dưới 100 tuổi. Chỉ cần có thể ghi tên trong 10.000 người đầu tiên thì đều sẽ là mục tiêu được các thế lực hàng đầu tranh giành. Hạng thứ 1327 chắc chắn là thiên tài. Chu Thực rất tự tin. Quả nhiên. Sư Thái Tĩnh An mỉm cười gật đầu, càng nhìn càng vừa lòng Chu Thực, nếu Chu Sư chất vĩ đại như vậy, có con đi đến thế giới tam thiên với Như Ngọc thì ta an tâm rồi. Cùng lúc đó, trong một mật thất cổ xưa ở nơi nào đó tại huyền giới. Một cô gái hiểu điệu nói, ông nội, bảng xếp hạng huyền bảng tháng sau sắp tung ra rồi. Vài năm nay, thiên tài trên huyền bảng càng ngày càng nhiều. Cháu đã dò bảng xếp hạng cũ, hầu như đều là thiên tài đã qua 50 tuổi mới có thể vào bảng.
mà mấy năm gần đây, lại có rất nhiều thiên tài mới hơn tuổi 30. Đối diện cô gái là một ông là lịch sự nhã nhặn. Đã kịp chuyển chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 73.